ali diên dâu Giết tơ làm thế nào để mọi nền tảng đều thành công ta có trăm triệu điểm lưu lượng mang theo hệ thống và trở thành vua thương mại điện tử với lưu lượng truy cập tiểu thuyết mấu chốt ta có cái lưu lượng hệ thống không đạn cửa sổ ta có cái lưu lượng hệ thống txt toàn tập đao loa ta có cái lưu lượng hệ thống mới nhất chương độc chương một sau khi rời giường chuyện thứ nhất kiếm tiền bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Chuyện đầu tiên sau khi thức dậy, kiếm tiền 9 giờ sáng, học viện Vân Thành, Ngô Châu nằm trên giường ký túc xá, trong ký túc xá không có một bóng người. Đầu hơi đau. Anh là sinh viên năm ba Đại học Vân Thành, đồng thời lại là một người đàn ông hơn 30 tuổi đã từng ở địa cầu. Hắn xuyên qua, xuất hiện ở cái này làm tin song song thời không. Đây là một cái cùng địa cầu độ tương tự phi thường cao thời không, mà địa cầu ký ức tại vừa xuyên qua tới thời điểm mơ hồ rất nhiều thật giống như bị người cố ý quấy nhiễu cho nên hắn rất dễ dàng tiếp nhận hết thảy trước mắt quen thuộc với cảm giác xa lạ của thân thể trẻ tuổi xuyên qua thân thể này rất trẻ tuổi đây hẳn là chuyện tốt nhưng trong cuộc sống tràn ngập cẩu huyết thân thể tuy rằng tuổi trẻ nhưng thể chất cảm giác còn không bằng kiếp trước tìm tòi trí nhớ sau mới phát hiện cái này thân thể trái tim rất kém cỏi mà hắn sẽ xuyên qua nguyên nhân chủ yếu, hẳn là đêm qua cùng nữ thần thổ lộ thất bại sau, lẽ loi say mềm sau liền trực tiếp nấc cục trắm. Thân thể này, bảo ta làm sao lãng. Ngô Chu nhìn không được quán giận nói. Xuyên việc giả phúc lợi ràng buộc, một, mười phần trăm, ba mươi phần trăm, Ngô Chu ngây ngẩn cả người, xuyên qua tiểu thuyết, hệ thống bị ràng buộc một trăm phần trăm, liên kết thành công, thảo luận, u du tuổi. Hai mươi hai cả đời. Hai mươi ba tài năng. Sáu thể chất. Ba, năm là giá trị sức khỏe bình thường, mười là giới hạn của con người, tài sản. Ba nghìn năm trăm sáu mươi hai lưu lượng. Không thuộc tính tự do. Không ngô chu nhìn con số hư ảo trước mắt, có chút hoảng hốt. Ý tôi là tôi còn một năm nữa. 23 tuổi là độ tuổi giới hạn theo lý thuyết của vật chủ, có thể bị tê liệt bất cứ lúc nào nếu xét đến tình hình thực tế. Chẳng trách uống chút rượu cũng có thể sinh con thiêu thân ngô chu đáy lòng thậm chí sinh chút tức giận cái này mẹ nó mới xuyên qua tới liền muốn cho mình tê liệt cái này mẹ nó vẫn là người không đúng vẫn là hệ thống nha không phải con người a à. hệ thống âm thanh lần nữa vang lên phúc lợi của người mới đang được gửi đi đã gửi thành công một điểm thuộc tính tự do 10 nghìn lưu lượng siêu chính xác trong nháy mắt giá trị số của hệ thống liền có biến hóa thuộc tính tự do một lưu lượng mười nghìn mà thể chất cùng thiên phú phía sau xuất hiện hào ngô chu cũng không hỏi hệ thống có ích lợi gì trực tiếp liền điểm ở thể chất phía sau không có biện pháp quá suy yếu không bằng một phần trăm kiếp trước của mình a à, cái này sao được không kịp nghĩ nhiều ngô chu cũng cảm giác thân thể giống như một dòng nước ấm đau đầu trong nháy mắt tốt hơn phân nửa cổ suy yếu kia giống như thoáng cái đi được bảy tám phần mà càng rõ ràng hơn chính là bộ vị trái tim cảm giác tồn tại thoáng cái yếu đi rất nhiều, cảm giác ngột ngạt trong lòng ngực thoáng cái đi hơn phân nửa. Cảm giác mỗi hơi thở trở nên tươi mát hơn rất nhiều. Ngô Chu cảm giác mình bây giờ giống như tân sinh, mặc dù vẫn là không bằng năm cái này khỏe mạnh giá trị. Nhưng chớ quên, đại đa số người kỳ thật đều là á khỏe mạnh, ngoại trừ những kia cường tráng thanh niên nhóm tiểu tử bên ngoài, nào có mấy cái người đứng đắn thể chất có thể đến năm. Hơn nữa thể chất thêm điểm về sau, Tuổi thọ cái kia một cục từ trước 23 tuổi biến thành 28 tuổi, trong nháy mắt trường thọ 5 tuổi. Như thế nào mới có thể đổi thuộc tính điểm, nếm được ngon ngọt sau ngô chu, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với này, dù sao mặc dù còn có hệ thống. Khi ký chủ tài phú đạt tới hệ thống yêu cầu, mỗi đạt tới nhất định tài phú giá trị, hệ thống đều sẽ nhắc nhở ký chủ đổi thuộc tính điểm. Mắt nhìn tài phú lan, dường như hơn 3 ngàn, cái này còn chưa đủ sao? Ngô Chu trong lòng nghĩ, hệ thống cũng không để ý tới hắn. Giá trị lưu lượng này dùng như thế nào? Kiếm tiền, đây cũng không phải là chuyện lập tức có thể làm tốt, chẳng bằng cân nhắc hệ thống rõ ràng hơn một chút. Hệ thống, ký chủ có thể đem ký chủ muốn mở rộng tin tức thông qua con đường mở rộng cho tin chuẩn đám người. Lập tức trong nháy mắt, trong đầu Ngô Chu hiện lên chính là thương nhân điện, hậu trường trực tiếp mở rộng xe còn có quả đậu phát ra âm thanh rung rẩy. Hệ thống: Ký chủ ngươi nghĩ rất chính xác. Được rồi. Đây là để cho mình làm nghề thương mại điện tử cũ a, với tư cách là tài xế điện tử lão luyện hơn 8 năm, cái này tôi làm được. Hiện tại lưu lượng giao không, hơn nữa còn chính xác. Đây là như hổ thêm cánh a. Nghĩ tới đây, Ngô Chu lập tức vui vẻ, muốn nhanh chóng nghiệm chứng một phen nhanh chóng tìm kiếm thông tin về thương mại điện tử trong trí nhớ. Sau đó lấy điện thoại ra, đăng nhập vào mấy ứng dụng mua sắm chủ lưu trong điện thoại. Sau khi xem qua một phen, trong lòng đại khái cũng có một phán đoán sơ bộ. Thương mại điện tử của Blue Star có lẽ tương đương với trái đất vào khoảng năm 2017. Đã rất thành thục, vượt xa nước ngoài, nhưng coi như là biển xanh. Ít nhất đối với Ngô Chu mà nói là như thế. Ngô Chu trong nháy mắt liền tràn ngập lòng tin đối với tương lai. Kỳ thật hệ thống để cho mình kiếm nhiều tiền một khắc kia, Ngô Chu trong đầu liền xẹt qua rất nhiều trong tiểu thuyết nhìn thấy kiếm tiền ý nghĩ, tỉ như viết ca A, chép tiểu thuyết A vân vân. Nhưng thần thiếp không làm được. Ca hát không xem ca từ, cũng không hát được trình độ, sao chép ca khúc. Tiểu thuyết ngược lại là xem vô số bản, nhưng đều là một dây ba trang xem, xem xong liền xong, tình tiết đều không nhớ nổi bao nhiêu, Sao chết? Trừ phi là hệ thống trực tiếp đưa, hiển nhiên hệ thống Ngô Chu không có chức năng này. Trên đây đều không phải thế mạnh của mình. Xem ra, phúc lợi của người xuyên việt có liên quan đến ưu thế của bản thân người xuyên việt. Ngô Chu không nhịn được nghĩ đến. Sau khi tỉnh lại, Ngô Chu vẫn ở bên cạnh máy tính, sắp xếp lại suy nghĩ kiếm tiền. Đem những thứ cần thiết để khởi nghiệp và những vấn đề thể hiện dưới dạng bản đồ tư duy trí nhớ tốt không bằng đầu bút nát thành công là vấn đề xác suất mà làm thế nào để nâng cao xác suất thành công chính là chuyện ngô chu làm rất nhiều vấn đề có thể trong lúc nhất thời không nghĩ tới nhưng có thể sắp xếp lại những gì có thể nghĩ tới trước đơn giản ví dụ một chút làm giấy phép kinh doanh cần chứng minh thư cùng với địa chỉ làm việc cái này có phải tốt nhất nên chuẩn bị trước hay không bằng không thì qua rồi cuối cùng trần mấy thứ này lại phải trở về làm lại từ đầu thuế tài chính, cần tài vụ, lúc đầu có thể tìm đại lý ghi sổ công ty là được, đại lý ghi sổ công ty nhiều như vậy, tùy tiện tìm là được. Về phần tuyển dụng kế toán, nghĩ gì đây, chi phí tuyển dụng chênh lệch gấp 10 lần. Điều kiện tiên quyết để người sáng lập muốn kiếm tiền là làm thế nào để tối đa hóa việc sử dụng tiền. Thu nhập, chi phí, tìm cách tăng thu nhập, tìm cách giảm chi phí và hòa vốn là bước đầu tiên để công ty tồn tại. Lại đến thứ ba địa điểm làm việc, văn phòng tuy rằng chỗ nào cũng tốt, nhưng đắc a, à, thổ hào tùy ý, nhưng là người vừa mới gây dựng sự nghiệp, giai đoạn khởi đầu, tìm xem có trợ cấp gây dựng sự nghiệp hay không mới là thích hợp nhất, nếu thật sự không có, tìm một căn hộ thuê nhà rẻ một chút, nhà ở bình thường không được, không phải thuộc tính thương mại, không thể làm địa chỉ làm việc. Lại đến nguồn hàng, chợ bán sĩ vận thành, tìm trên mạng thương mại điện tử B2B. Cuối cùng, tất cả những điều trên đều cần tiền giấy phép kinh doanh chạy xuống dựa theo kiếp trước chính mình cái kia tuyến ba thành thị nhỏ ít nhất phải một hai tuần hơn nữa còn có thể bị bộ phận công chức tài thuế nhân viên làm khó dễ nhưng đồng thời cũng có một ít phía nam thành thị một ngày liền có thể chạy xuống tài thuế nhân viên công chức phi thường nhân tính hóa thành thị cho nên xét đến cùng vẫn là cần xem vân thành kinh doanh hoàn cảnh thế nào kinh doanh hoàn cảnh tốt có thể ít tiêu một chút kinh doanh hoàn cảnh kém vậy thì phải nhiều tiêu một chút cái này ngô chu là không muốn chạy trực tiếp là tìm cái tốt một chút đại lý ghi sổ công ty là được thông qua bản địa nền tảng tìm tòi đại lý ghi sổ sau đó lại nhìn xem công ty thành lập niên hạn trên mạng báo giá là ba nghìn cùng ba nghìn tám trăm một năm nếu như lựa chọn hợp tác có thể miễn phí hỗ trợ làm giấy phép hơn nữa chính là tuyển định hai cái đại lý ghi sổ công ty về sau ngô chu chuẩn bị thực địa đi tán gẫu một chút địa điểm làm việc nếu muốn nhanh lên tốt nhất là tìm người môi giới về phần nguồn cung cấp cái này tùy thời có thể nhưng phải chọn sản phẩm trước có một phương hướng đại khái như vậy có thể nâng cao hiệu suất cuối cùng là chuyển phát nhanh người bình thường không có linh kiện một đơn hàng cần mười mấy đồng nhưng nếu là một lượng lớn đơn hàng thương mại một đơn hàng có thể chỉ cần hai ba đồng mặc dù là chuyển phát nhanh chất lượng tốt như thuận phong khoảng năm đồng cũng có thể nhưng điều kiện tiên quyết là có lượng Bất quá những thứ này không cần lo lắng, sau khi có lưu lượng chọn tốt, liền khẳng định có đơn lượng. Sau một hồi phân tích, tài chính khởi bước làm sao tới? Đơn độc là giấy phép kinh doanh còn có kế toán bên ngoài, tất cả tiền của Ngô Chu cũng không kém nhiều lắm, lại càng không cần phải nói đến địa điểm làm việc sau này, còn có nguồn cung cấp, những thứ này ít nhất phải 3 năm vạn. Vậy làm thế nào để kiếm tiền? Ngô Chu nhìn về phía cột lưu lượng hiển thị trong hệ thống mười nghìn một ý nghĩ nảy ra hiện tại mình có mười nghìn lưu lượng chính xác nếu là tinh chuẩn lưu lượng chuyển hóa khẳng định sẽ không kém dù sao đây chính là hệ thống sản phẩm đừng xưng ngoại quải dưới điều kiện có lưu lượng cái gì không có vốn mua bán có thể kiếm tiền cái này ngô châu cũng quen a à, địa cầu sự tình liền cùng rất nhiều loại này nhị đạo buôn lậu hợp tác qua rất nhiều thương gia có sản phẩm dù sao tất cả mọi người sinh hoạt ở niên đại sản vật phong phú cùng lớn hơn cầu, cho nên lưu lượng liền thành sản phẩm hiếm lạ, vật dĩ hy vi quý, các thương gia cường độ xúc tiến tiêu thụ kết xu, cho những người dẫn chương trình mấy vạn thậm chí mấy chục vạn phí phát sóng, vì cái gì, còn không phải là lưu lượng hiếm lạ kia sao? Nếu như Ngô Chu hiện tại là người mang hàng, có danh tiếng, thương gia tuyệt đối sẽ chủ động đứng lên. Hiển nhiên hiện thực không phải như thế. Cho nên Ngô Chu chỉ có thể tự mình đi đến sân thượng đại khách tìm hàng vậy tiền hàng gì? Trước tiên từ nhu cầu đi phân tích, cần đem lưu lượng 10.000 này kiếm được trên 50.000 mới thích hợp. Nếu lưu lượng chính xác này là tỷ lệ chuyển đổi khoảng 30%, đã rất cao, thì có lẽ là có thể giao dịch 3.000 đơn hàng, muốn kiếm được hơn 50.000 đơn hàng, lợi nhuận mỗi đơn hàng của sản phẩm được chọn phải là 16,66 đô la trở lên mới được. Mà lợi nhuận từ 16 tệ trở lên, dựa theo khách đạo bới phổ biến khoảng 20%. 30%, đổi lại một chút, phải ít nhất là sản phẩm có giá trên 83,5 tệ mới được. Trong hầu hết các trường hợp, giá càng cao lưu lượng truy cập chuyển đổi càng thấp, để tránh do yếu tố giá, giảm ước tính tỷ lệ chuyển đổi trước đó là 30%. Ngô Chu muốn tìm điểm bán cảm xúc của người tiêu dùng. Sản phẩm thuận thế mà làm mới là sản phẩm tốt. Ngô Chu nhìn thoáng qua ngày tháng trên di động, hai mắt sáng ngời. Hình như có sản phẩm Hết chương này. Chương 2 Lưu lượng giá trị Món tiền đầu tiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Giá trị của dòng chảy Thùng vàng đầu tiên sản phẩm nào dễ khiến người tiêu dùng mua nhất? Sản phẩm có thể điều động cảm xúc tiêu dùng. Sản phẩm nào giá thấp, người tiêu dùng mua ít? Ví dụ Sản phẩm tặng quà sản phẩm nào mà lượng tiêu thụ đặc biệt mạnh, sản phẩm ứng với mùa. Thanh đoàn thanh minh, bánh chưng đoan ngọ, bánh trung thu, hộp quà cuối năm và nhiều hơn nữa. Ngô Chu nhìn di động biểu hiện là ngày 2 tháng 9, cách trung thu còn khoảng 10 ngày. Vậy không phải trùng hợp sao, hộp bánh trung thu liền trở thành lựa chọn hàng đầu của Ngô Chu. Ngô Chu căn cứ vào lượng tiêu thụ của các nền tảng thương mại điện tử lớn, tìm được nhãn hiệu bánh trung thu trên đầu lam tinh ghi chép lại. Lại tìm được cái đầu bán được giá tốt nhất, ghi chép lại, cuối cùng xóa chọn. Cho ra vài mẫu tốt nhất. Lại thông qua nền tảng đại khách, tìm xem có đang quảng bá sản phẩm hay không, cùng với tiền hoa hồng quảng bá có thể đạt tới 16 tệ trở lên hay không. Sau khi sàng lọc xong, cũng chỉ còn lại có một cái. Ngô Chu nhắm vào chỉnh lý thuật nói. Vua hết hàng. Học bánh trung thu tình yêu chảy sữa vàng nó được bình chọn là một trong ba bánh trung thu ngon nhất thế giới, được đông đảo người tham ăn chứng nhận là ché nồ, khiến cho người không thích bánh trung thu chỉ nhớ mãi không quên nó, bánh trung thu ngon đến phát khóc, vua cắt hàng, cửa hàng chính thức. 358 đô một hộp Hiện tại chỉ cần 299 tệ, nếu giá quá thấp thì đừng ôm tâm lý may mắn nữa, chúc mọi người ăn được dép tê, ăn vui vẻ. Người đứng đầu ngành công nghiệp, giá cả đủ cao mặc dù chỉ có khoảng 10% hoa hồng, nhưng trung bình một đơn đặt hàng cũng có gần 30 nhân dân tệ hoặc khoản phí quảng bá, mặc dù tỷ lệ chuyển đổi có thể thấp hơn dự đoán của mình 30%, sau khi tất cả 300 giá, thực sự là một chút cao. Nhưng, nó được tặng, đại đa số mọi người, tặng quà, không phải chỉ tặng một người, vì vậy, nó sẽ được mua với số lượng lớn. Được rồi, tất cả công tác chuẩn bị đã làm xong, bước tiếp theo là quảng bá lưu lượng. Trước mắt Ngô Chu lần thứ hai hiện ra những số liệu kia, lưu lượng sử dụng, trước dùng 5.000, Ngô Chu mặc niệm. Để lại cho mình chút đường lui, nếu như, không cần một phen liền toàn bộ trong. Một lát sau, giá trị lưu lượng sau đó liền thay đổi còn lại 5.000. Hình như không có gì thay đổi. Ngô Chu đợi đại khái 3 phút, nhìn mình quảng bá cái kia liên kết đơn phẩm, dường như lượng tiêu thụ không có động tĩnh gì. Đang muốn điều tra tình huống gì? cửa ký túc xá đẩy ra mấy người bạn cùng phòng lần lượt đi vào trên tay lý hành dùng đủ dùng một lần xách theo một ít đồ ăn dùng túi ni lông màu trắng tiểu thuyền cuối cùng cũng tỉnh rồi đỡ chưa đây là thức ăn mang đến cho ngươi lý hành đặt thức ăn trước bàn ngô chu không sao tốt hơn nhiều rồi ngô chu có thể cảm nhận được sự quan tâm của vị bạn cùng phòng này trong đầu cũng hiện ra vị này trí nhớ trong ký túc xá phú nhị đại cao cao soái soái tính cách ôn hòa trong nhà tại một cái ba tuyến thành thị làm bất động sản có chút tiền về phần có bao nhiêu ngô chu cũng không biết cơm áo không lo là khẳng định đại học hơn hai năm qua vẫn luôn rất thấp điệu nhưng trên tay mang theo đồng hồ đeo tay hơn 10 vạn điện thoại di động kiểu mới nhất bảy tám ngàn nói mua là mua những thứ này đều hiển lộ gia cảnh của anh về phần tại sao đồng hồ đeo tay ngô chu biết giá cả bởi vì lúc trước đi học Ngô Chu trong lúc vô tình nhìn thấy đồng hồ của Lý Hành rất đẹp. Hỏi hắn, bao nhiêu tiền mua? Lý Hành tiếu cười không nói, liền nói không đắt, Ngô Chu không có biện pháp cũng chỉ có thể chính mình tìm mua sắm nền tảng đi tìm kiếm, sau đó. "Cảm ơn, bao nhiêu tiền?" Mặc dù là quan tâm đồ ăn mình mang theo, nhưng giữa bạn bè, phương diện tiền bạc vẫn sẽ tính toán rõ ràng. Lý Hành cũng hiểu rõ cá tính của Ngô Chu, nói giá cả tiền. Ngô Chu liền chuyển cho hắn. Xem ra quả thật tốt hơn nhiều. Lý Hành cười cười. Đúng vậy, vì một người phụ nữ không đáng. đúng rồi tôi biết một mỹ nữ trong lớp kế toán, nếu không giới thiệu cho cậu biết một chút. Uông Đào là anh cả, tự nhận mình trong ký túc xá, cũng là lớp trưởng trong lớp. Bản tính không xấu, nhưng chính là thích khoe khoang, thường xuyên sẽ có nhận thức ít ít ít, hoặc là có quan hệ tốt với giáo viên ít ít ít. Quên đi quên đi không cần ta còn muốn sống thêm vài năm ngô chu cười cười khoác tay ăn cơm trò chuyện ngô chu cũng càng ngày càng thích ứng với vai diễn của mình địa cầu cùng lam Tinh hai cái linh hồn tựa hồ chậm rãi hoàn toàn dung hợp lại với nhau ký túc xá sáu người ngoại trường ngô chu ra năm người cũng chỉ có hai người bọn họ trở về có người chuẩn bị thiên nhiên cứu sinh có người làm thêm bên ngoài cần chạy khắp nơi vẫn là bồi bạn gái mỗi người đều có lý do riêng lý hành cùng uông đào ở ký túc xá cũng không đợi bao lâu liền đi ra ngoài dù sao buổi chiều không có tiếc hơn nữa hai người đều có bạn gái nghỉ hè vừa mới qua hết trở về đại học mới vài ngày giữa các cặp tình nhân khoảng cách sinh ra mỹ cảm thật sự đang ở giai đoạn cao điểm hiện tại cùng bạn gái vẫn là tuần trăng mật đương nhiên là thời thời khắc khắc muốn cùng bạn gái ở lâu một chút mục đích trở về cũng chính là quan tâm trạng thái của ngô chu chờ Lý Hành và Uông Đạo rời đi, Ngô Châu mới mở máy tính lần nữa. Trước sau mới nửa giờ, bất quá còn chưa nhìn, máy tính xì một tiếng, tắt máy. Ngô Chu biết là ký túc xá hạn chế điện, máy tính hết pin, nếu muốn khởi động lại, phải đợi đến 6 giờ chiều sau. Toàn bộ ký túc xá hiện tại cũng chỉ có nguồn điện quạt điện còn có điện, đây là trường học lo lắng thời tiết nóng, học sinh bị cảm nắng. Ngô Chu mắt thấy máy tính là không có hy vọng, lại mắt nhìn trong hệ thống tài phú giá trị biến hóa vẫn là cùng lúc trước giống nhau có chút bất đắc dĩ loại hình thức sử dụng lưu lượng hoàn toàn không có phản hồi này không có cảm giác khống chế ngô chu không có biện pháp kịp thời nhận được phản hồi không thích loại thể nghiệm này chỉ là lúc ngô chu không biết lúc này cửa hàng tình yêu chính thức đưa vào hoạt động đang trừng to mắt nhìn số liệu bánh trung thu lưu tâm tình yêu tuy rằng gần đây là mùa ứng với mùa bán cũng đứng đầu ngành lượng tiêu thụ 10 v sản phẩm giai đoạn đầu vẫn luôn được khách hàng truyền hình trực tiếp đẩy mạnh, cũng gần đây sau khi lượng lên, tần suất quảng bá bên ngoài những trạm này mới ít đi. Dù sao cũng sắp đến mùa rồi, bên công ty cũng không chuẩn bị nhiều hàng, nhiệm vụ tiêu thụ trung thu năm nay cũng hoàn thành, trong tồn kho bán hết liền hạ giá, tâm tình rất nhẹ nhàng. Những ngày cuối cùng, chỉ cần tùy tiện bán là được, tồn kho bán khống là được. Hiện tại lượng tiêu thụ một ngày hơn 1.000 tệ tồn kho còn có 1,5 v đúc tồn kho, kém không nhiều lắm vừa vặn bán hết. Ngày xưa vào lúc này, lượng tiêu thụ mỗi giờ cao nhất cũng chỉ hơn 60 điểm, sau 19 giờ đêm đến 24 giờ có thể đến khoảng 100 điểm, nhưng bây giờ, tăng trưởng hơn 600% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ đạt hơn 400, nhìn rất nổi bật. Phân tích nguồn lưu lượng sản phẩm, cuối cùng thấy là lưu lượng khách đến. Cũng không biết là người nào đãi khách, bây giờ lại còn có lượng này, có thể a à. bất quá căn cứ vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện cụ thể lượng khách đại khách kia mang đến hắn sẽ không tìm kỹ nữa dù sao trung thu vừa qua cái này cũng không quá cần thiết hơn nữa rõ ràng cá muối là được chăm chỉ như vậy làm gì là thương hiệu đứng đầu giới bánh trung thu mặc dù không có quá nhiều quảng bá chỉ riêng lưu lượng thương hiệu là có thể sống rất nhẹ nhàng cũng không cần giống như những thương hiệu hạng ba đưa vào hoạt động cần bắt một bó lớn nghiên cứu các loại kỹ thuật ngô chu xuất hiện ở trường học phòng học cũng không phải nói yêu học tập chỉ là ở trường học vòng vô một lát sau bên ngoài còn có điểm nóng hắn thân thể này tuy rằng khá hơn một chút đi nhưng như cũ vẫn là hư a à. điều hòa trong phòng học mở mát mẻ hơn nữa quan trọng là có điện sau khi có điện máy tính rốt cục có thể mở ra lần nữa cục pin kia chỉ có một chút trống trơn biểu hiện lượng điện gần như không có của nó lần này Ngô Chu mở ra hậu trường đại khách của mình, xem ra đặt đơn đặt hàng mắt mở to không ít. dù sao mình nói muốn thả lưu lượng đến giờ phút này, bất quá mới hơn một giờ một chút thời gian mà thôi, đã có sản xuất như vậy, tương đối tuyệt a. À. số lượt truy cập 985, bút thanh toán 521 đơn hàng, số tiền thanh toán 186.934, thu nhập dự kiến thanh toán. 18.693.4 hầu hết mọi người chỉ mua một hộp, nhưng cũng có một số người một lần mua nhiều bản. Vì vậy số lượng đơn đặt hàng nhiều hơn số lượng thực tế. Tỷ lệ chuyển hóa này có chút thái quá cao a, à? hơn 54 phần trăm tỷ lệ chuyển hóa. Đây chính là hệ thống sản phẩm chuẩn xác lưu lượng. Ngô Chu nhịn không được tán thưởng và lưu lượng hệ thống này tỷ lệ chuyển hóa cao hơn 10 lần hệ thống sản phẩm của hệ thống phải là tinh phẩm. Ngô Chu nghe được trong đầu hệ thống tự khoe khoang thanh âm, khóe miệng cười khẽ. Lưu lượng chính xác của hệ thống quả thật phi thường chính xác chất lượng tốt, nhưng Ngô Chu cảm thấy cũng có một phần nguyên nhân là do mình chọn sản phẩm tốt. Đương nhiên những thứ này về sau chậm rãi nghiệm chứng. Trước mắt số liệu, 1 giờ 18 v đúc thu nhập, Ngô Chu nhìn thấy con số này, cũng nhìn không được trong lòng rung động. Nhưng sau đó Ngô Châu cũng có một suy đoán khác. Lưu lượng chính xác 10.000 này là chỉ lượng hiện ra hay là lượng click? Nó giống như một liên kết quảng cáo được trình bày thông qua nền tảng cho một triệu người dùng, nhưng cuối cùng chỉ có 10.000 người dùng nhấp vào. Vậy 100 v này chính là lượng thể hiện, 10.000 chính là lượng truy cập. Ngô Chu nghi hoặc, hệ thống không có trả lời, hiển nhiên vẫn là hy vọng Ngô Chu thông qua chính mình chủ động suy nghĩ đạt được đáp án. Ngô Chu nghiệm chứng cũng tương đối dễ dàng, không có việc gì liền soát một chút, qua một lát liền đổi mới một chút. Nhìn trị số không ngừng tăng lên, biên độ không có nửa điểm xu thế trượt. Lưu lượng này là chỉ cái gì, Ngô Chu liền có đáp án. Kết quả tốt hơn mình nghĩ nhiều. Lưu lượng chính xác của hệ thống là chỉ lượng truy cập. Đưa lên 5.000, dựa theo tình huống chuyển hóa trước mắt, đại khái có thể có hơn 9 v đúc thu nhập, vứt bỏ nền tảng khấu trừ phí cùng khấu trừ thuế sau phỏng chừng tới tay hơn 7 vê Ta còn có 5.000 lưu lượng, tiếp tục đưa lên. Hết chương này. Chương 3 Mục tiêu mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Mục tiêu mới lưu lượng đưa lên vẫn phải đưa lên, nhưng thời gian ngô chu chuẩn bị chờ một chút. Lúc buổi trưa đưa lưu lượng lên, ngô châu quá xúc động, bởi vì thời gian tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là buổi tối, thời gian buổi sáng thực tế là thời gian tương đối uể oải ngô chu muốn thăm dò một chút lưu lượng này có bởi vì thời gian thả xuống bất đồng hay không cuối cùng mang đến chuyển hóa trôi nổi nếu như bất kể là lúc nào kết quả đều giống nhau vậy đối với ngô chu mà nói lưu lượng này chính là thao tác kiểu ngốc nghếch thì tốt rồi nếu như không phải vậy ngô chu phải thử tổng kết nhiều hơn là ta suy nghĩ quá nhiều ngươi luôn nói như vậy tiếng hát đột nhiên vang lên cắt đứt ngô chu suy nghĩ theo thanh âm nhìn qua đó là điện thoại di động của mình tiếng hát này mẹ nó trung nhị ngô chu có chút xấu hổ lát nữa liền đổi chuông nhưng nhìn vào người gọi hiển thị là bố mẹ thân mến sau khi suy nghĩ một chút tìm được thêm thông tin về ba mẹ số điện thoại hiển thị ba mẹ là bởi vì hai vợ chồng bọn họ chỉ có một cái điện thoại di động này ở nơi khác cùng nhau làm công cũng chính là cái gọi là nông dân. Ngày thường công tác vất vả, sớm 7 tối 11 bận rộn, nhưng chưa từng nói với Ngô Chu về công việc vất vả của bọn họ, chưa từng có. Mỗi lần điện thoại liên lạc, đều là đơn giản một ít trao đổi hỏi thăm trạng thái thân thể, sau đó chính là hỏi, tiền có đủ hay không? Không đủ lời để nói với họ. Bọn họ có thể kiếm tiền, kiếm được rất nhiều, để cho Ngô Châu tại ăn uống trên ngàn vạn không nên tiết kiệm. Về phần có thể kiếm được bao nhiêu, một ngày chừng 300, lúc tốt càng nhiều một chút, lúc xấu, ba mẹ cũng sẽ không nói. Xuyên việc trước đó Ngô Chu, không có trải qua xã hội đánh đập tàn nhẫn, không biết công tác gian nan, nghe được ba mẹ nói một ngày có thể kiếm hơn 300, tiêu tiền đến liền yên tâm thoải mái được rất nhiều. Nhưng địa cầu Ngô Chu dù sao cũng là công tác nhiều năm, hơn 300 thu nhập, đó là ba mẹ hai người, một ngày đại khái công tác 15 giờ thu nhập tất cả đều là tiền khó tiền khó trong lòng ngô chu không nhịn được có chút chua xót nhận điện thoại alo châu châu gần đây thế nào thân thể có khỏe không đầu dây bên kia mẹ quan tâm hỏi rất tốt mẹ không cần lo lắng gần đây thân thể con tốt hơn nhiều cảm giác trái tim cũng không có chuyện gì rồi ngô chu cũng không muốn để cho ba mẹ lo lắng ân ừ, hảo 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 là tốt rồi bất quá cũng chú ý một chút lúc trước bác sĩ không phải nói ngươi cần nhiều tỉnh dưỡng vẫn là chú ý một chút mẹ cũng biết ngô chu đây là trấn an chính mình lời nói nhưng nghe điện thoại đầu kia thanh âm vang dội tự hồ quả thật không tệ trong lòng cũng yên tâm không ít biết rồi mẹ không cần lo lắng đúng rồi con trai có đối tượng chưa mẹ lại hỏi ngô chu có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới lần đầu tiên cùng mẹ trong lúc đó đối thoại nghe được lại là thúc đối tượng. Không có cũng không sao, bất quá nếu có thích, phải tranh thủ A, à, tiền không đủ, nhất định là phải cùng mẹ nói, gần đây nhà xưởng làm ăn rất tốt, mẹ ngươi cùng cha ngươi một ngày có thể kiếm hơn 400, ngươi không cần tiết kiệm. Tuân mệnh, có đối tượng khẳng định sẽ nói với mẹ. Mẹ, tiền của con đủ dùng, trong thẻ còn có hơn 3 ngàn, không cần lo lắng. Các mẹ mới phải chú ý, con đủ tiền, các mẹ đừng sống muộn như vậy, nghỉ ngơi nhiều một chút, mặt khác, cũng đừng chỉ nghĩ con ăn nhiều cái này cái kia, các mẹ cũng mua nhiều đồ ăn ngon một chút. Mẹ và ba con, con không cần lo lắng, hôm qua ba con còn đi chợ mua tôm đấy. Lại hàng huyên đơn giản một chút, toàn bộ quá trình ba ngô châu đều không nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện, có thể nghe được ba ngô châu ở bên cạnh nhẹ giọng nói thầm với mẹ ngô châu. Hắn vẫn luôn lắng nghe, chỉ là không giỏi ăn nói. Cúp điện thoại ngô chu nhìn di động khóe miệng cong lên đây chính là ba mẹ của mình mặc dù không có cho hắn cái gọi là cao hơn vạch xuất phát nhưng trong cuộc sống tràn đầy yêu để cho ngô chu cảm giác được cuộc sống hạnh phúc nếu như nói lúc mới bắt đầu mục đích ngô chu gây dựng sự nghiệp là vì điểm tích lũy hệ thống để cho thể chất của mình tốt hơn một chút sống lâu hơn một chút vì vậy bây giờ mục đích nhiều hơn một vì cha mẹ muốn làm cho mình trở thành niềm tự hào của họ muốn cho họ cuộc sống tốt hơn, muốn cho họ hạnh phúc, khỏe mạnh. Lần thứ hai đổi mới vài lần, số liệu vẫn tăng trưởng rất nhanh, chạy xong 5.000 lưu lượng này, dự đoán cũng đạt được khoảng 6 giờ chiều. Ngô Chu cũng không thể cứ ở đây nhìn lãng phí thời gian. Hệ thống, ta đã khách biểu hiện nhiều tiền như vậy, vì cái gì tài phú của ta giá trị không có tăng. Hệ thống Điểm tích lũy được cập nhật theo thời gian thực tế. Ngô Chu khẽ nhíu mày không thể thấu chi sớm một chút sao, tôi có thể trả một ít lãi suất. Hệ thống không trả lời. Ngô Chu không có biện pháp, chỉ có thể đi xem thời gian làm tình đại khách đến sổ sách. Tốt lắm, giống như trái đất, thanh toán vào ngày 20 tháng sau. Còn hơn 40 ngày trước và sau đó. Quá chậm trễ thời gian. Mượn tiền bố mẹ chắc chắn sẽ khiến bạn lo lắng. Mượn tiền bạn cùng lớp. Ngô Chu là người có thể không làm phiền người khác kiên quyết không thích làm phiền người khác. Ngày thường bạn học vay tiền, phần lớn là thỉnh thoảng quên mang tiền, mượn mấy đồng mười mấy đồng. Sau đó Ngô Chu lại mở ra các phần mềm thanh toán lớn, nhìn xem bên trong có thể mượn được bao nhiêu tiền. Các app khác có thể cho vay khoảng 3 v đúc. Mỗi tháng trả nợ lãi suất đại khái là một phần trăm, hàng năm hóa lời nói, đạt được 12%, bất quá cũng may Ngô Chu là lần đầu tiên vay tiền, cho giảm cái 6%, thực tế vay tiền lãi đại khái là 7.2%. Một tháng nữa Ngô Chu có thể trả hết. Vẫn phải tiết kiệm chút hoa chứ. Trong phòng học, tìm mấy công ty, công ty đăng ký ít nhất 3 năm trở lên, sau khi liên lạc qua điện thoại. Sàng lọc hai nhà, sau khi ghi chép địa chỉ, liền ra khỏi cửa phòng học. Lúc này mặt trời vừa vặn độc nhất thời điểm, cái kia một cổ sóng nhiệt, để cho ngô chu một lần hô hấp cứng lại đi tới cổng trường, theo thói quen tìm phần mềm gọi xe trong điện thoại di động, phát hiện không có. Cũng không phải nói Lam tin không có phần mềm gọi xe, chỉ là ngô chu cho tới nay không nở mà thôi. Xe buýt một đồng, bắt xe khởi hành 6 đồng, chênh lệch nhiều như vậy, sao nở? Suy nghĩ một chút, cuối cùng ngô chu tải xuống phần mềm gọi xe. Tuy rằng xe buýt có thể tiết kiệm được một chút, nhưng đoán chừng ngô chu phải đi thêm một vạn bước với vóc dáng nhỏ bé của ngô chu thân thể cũng đừng dính vào đương nhiên trọng điểm vẫn là ngô chu là hiện tại thiếu tiền không phải thiếu tiền dù sao hắn còn có một số tiền lớn một tháng sẽ đến sổ sách bây giờ điều quan trọng nhất anh ta phải làm là tiết kiệm thời gian tăng hiệu quả và đưa mọi thứ xuống đất ngô chu tối hôm qua xin lỗi a à, đi tắm điện thoại di động không ở bên người một đạo xinh đẹp thân ảnh ở ngô tổng cách đó không xa đột nhiên lên tiếng nàng cũng không nghĩ tới hôm nay liền nhìn thấy ngô chu ngô chu theo phương hướng âm thanh nhìn lại một cái đầu tròn đơn giản áo tê sớt màu trắng phối hợp với một bộ ngắn nhàn sắc càng ngoài dự liệu làm cho người ta hai mắt tỏa sáng hơi nhớ lại liền nhận ra người trước mắt này chính là đầu sỏ gây nên khiến ngô chu nất cục đêm qua ngô chu cảm giác được tình cảm khác thường của thân thể đối với hắn không có việc gì ngô chu gật đầu cũng coi như đáp lại một chút, cười cười khoát tay. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng đó là ngô chu thích, không phải địa cầu ngô chu thích. Hàng hân ngôn hơi sửng sốt, không nghĩ tới ngô chu lại phản ứng như vậy. Điện thoại không ở bên cạnh khẳng định chỉ là lấy cớ, thật sự đi tắm, không mang theo điện thoại di động, sau khi trở về nhìn thấy cuộc gọi nhở cũng có thể trả lời. Chẳng qua thời gian gọi điện thoại tới quá muộn, hơn nữa sau khi chưa nhận gần như không có dừng lại liền gọi tới lần nữa. Hàn Hân ngôn liền đại khái đoán được Ngô Chu là muốn thổ lộ với cô, nhưng trực tiếp cự tuyệt hình như sẽ có chút xấu hổ. Bất quá đối với loại chuyện này nàng cũng có kinh nghiệm, lành xử lý là tốt rồi. Người bình thường đại khái liền hiểu được ý tứ. Ngoài ý muốn nhìn thấy Ngô Chu, ngược lại không có uể oải suy sụp như nàng tưởng. Ngược lại, thần sắc thậm chí còn cảm nhận được sự xa lánh và rộng rãi. Thật giống như mình chỉ là người xa lạ thật giống như mình mới là người bị cự tuyệt kia. Bất quá cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi có việc, đi trước, có cơ hội nói chuyện, bi bi. Xe đến, ngô chu khoát tay với cô, trực tiếp lên xe rời đi. Đi không có nửa điểm chần chờ, nửa phần không nở. Hình như không giống lúc trước. Hàng hân ngôn không nhìn được nghĩ đến. Mắt nhìn ngô chu rời đi, sau đó bật cười, đi về phía ký túc xá. Hết chương này. Chương 4. Xài tiền như nước. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Chương 4. Tiêu tiền như nước chảy vốn là dự định thăm hai nhà, nhưng sau khi nhà thứ nhất gặp mặt, cảm giác cũng tạm được, cũng liền trực tiếp quyết định. Công ty tài chính này đã thành lập được 7 năm, không cần quá lo lắng nữa đường chạy trốn. Công ty tài vụ tuy rằng nhỏ, tổng cộng chỉ chừng 10 người, nhưng 3-40 bộ dáng hơi nhiều người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp cũng chỉ một hai người nghiệp vụ hẳn là tương đối thuần thục cùng với lúc nói chuyện với ông chủ vấn đề ngô chu chuẩn bị ông chủ toàn bộ đều có thể giải quyết là biện pháp giải quyết trực tiếp cho phương thức rơi xuống đất mà không phải nói bốc nói phép cuối cùng ngô chu đem trước chuẩn bị tốt tên công ty cho ba cái bọn họ nghiệm một chút tên công ty có một cái bị pass hai cái không thành vấn đề Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Dung Chen Ai Diên kỳ thật Ngô Chu cũng đã nghĩ kỹ tên thương hiệu, nhưng bởi vì quả thật tài chính có hạn, tháng sau lại nói, Ngô Chu muốn đăng ký nhãn hiệu toàn loại, lại phải hơn mấy ngàn. Thủ tục tiếp theo, giấy phép kinh doanh, cần nộp trước 800 tiền đặt cọc. Nếu như đại lý ghi sổ tiếp theo hợp tác, vậy tiền giấy phép kinh doanh này cũng không cần cho, tiếp tế cho bọn họ 3.000, tổng cộng 3.800 một năm đại lý ghi sổ phí tổn vốn đăng ký của công ty là 100 v đức còn phải làm việc với người nộp thuế bình thường, sau đó địa chỉ đăng ký vừa vặn công ty tài chính có nhận thức, ở khu công nghệ cao có một cơ sở ấp trứng doanh nghiệp, có thể cung cấp địa chỉ đăng ký, một năm cho 1.000 đồng là được, có một vị trí làm việc, không cần đi qua, chính là để đăng ký công ty dùng. Tài chính đăng ký 100 v đức không phải nói thực tế nộp 100 v đức chỉ là một con số mà thôi, cho nên Ngô Chu cũng không có việc lê gì dự đoán toàn bộ chạy xuống sẽ cần khoảng một tuần cuối cùng công chương thuế vụ khối này ngô chu còn phải tới phối hợp một chút bao trọn bộ ngô chu cũng rất bớt lo ông chủ ngô tuổi trẻ đầy hứa hẹn lên đại học liền thành lập công ty con trai tôi cũng đang học đại học ngược lại là muốn cho nó lăn qua lăn lại một chút nhưng chỉnh thể chỉ biết chơi trò chơi buồn muốn chết ông chủ tài vụ ở trước mặt ngô chu cười khen ngợi ngô chu giáng chức con trai của mình nhưng Ngô Chu cũng chỉ cười cười, đây cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Sau khi chuyện tài vụ chạy xong, đã là hơn 4 giờ, trạm kế tiếp Ngô Chu liền đi tìm một công ty môi giới. Xin chào, bên này ngài muốn xem nhà ở đâu? Vâng, tới, đến, kịp. Sức chưa đạt tới, thẹn mình không theo kịp, thừa lúc, nhân 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 dịp, bắt, bắt bớ. Đại bổ, đại bư, bắt, bắt bớ. Tôi muốn thuê một căn hộ văn phòng, đại lý hoặc tòa nhà văn phòng. Tiền thuê dự toán là khoảng 2k, diện tích khoảng 50 mét vuông là được, tốt nhất là ở gần học viện Vân Thành. Ngô Châu trực tiếp nói ra nhu cầu của mình. Người môi giới ban đầu cũng sửng sốt, bởi vì đại đa số người đến xem nhà đều là mua nhà, bán nhà hoặc là thuê nhà. Thuộc tính cư trú chiếm đa số, cho thuê nhà ở thương mại rất ít tiếp xúc. Ngài chờ một chút, ta bên này cho ngươi tra xuống. Bất quá Ngô Chu cho đến tin tức rất đầy đủ, rót cho Ngô Chu chén nước sau, hắn liền trực tiếp tại công ty môi giới hậu trường tra xét, Ngô Chu này một đơn tuy rằng nhỏ, nhưng đối với người mới mà nói, có đơn là được, nào có cái gì chọn rất nhanh đã có một ít lựa chọn cùng ngô châu thương lượng một chút cuối cùng phần lớn là bị giá cả hoặc địa điểm quá xa cho pass anh như vậy anh để lại phương thức liên lạc trong khoảng thời gian này em lưu ý cho anh có thích hợp lập tức liên lạc với anh cuối cùng ngô chu để lại phương thức liên lạc trong lòng hơi có cảm giác mất mát cao hứng mà mất hứng mà đi a à. nhưng không có biện pháp không chịu nổi yêu cầu về địa điểm dự toán của ngô chu hơn 50 mét vuông, thực sự là một khu vực rất xấu hổ, hầu hết là khoảng 100 mét vuông, nhưng giá có thể cao hơn, chủ yếu là khoảng 3, 5 k ngân sách vượt quá. Ngô Chu đột nhiên linh quan chợt lóe, lúc sắp ra cửa, còn nói thêm. Vừa rồi chúng ta xem còn có thể mấy cái kia, giúp ta liên hệ hỏi một chút, có hay không tiếp nhận đặt một phó sáu hình thức, nếu như có thể, ta đi xem một chút. Thuê thương mại cơ hồ đều là trả hàng năm, cho nên dự toán vượt qua, Ngô Chu thật sự không có tiền, cho nên cuối cùng Ngô Chu cũng muốn tranh thủ. Được, anh, bây giờ em sẽ liên lạc thử xem. Hai mắt người môi giới sáng ngời. Bởi vì đơn giá thuê càng cao, hắn lấy được trích phần trăm càng nhiều. Ngô Chu chỉ là hơi thỏa hiệp, dự toán có thể tăng gấp đôi, cũng chẳng khác nào trích phần trăm gấp đôi. Hỏi sáu người, một người không ai nghe máy, hai người ngại phiền toái không đồng ý, chỉ có ba người cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, đương nhiên đây đã vượt quá sở liệu của Ngô Chu. Khoảng 4 giờ rưỡi, Ngô Chu liền cùng người môi giới đi xem phòng, một người là tầng 2 của tòa nhà văn phòng, một người khác là thương nhân dưới đáy phố, còn có một căn hộ, đều khoảng 100 mét vuông. Văn phòng nhập môn thì có chút cảm giác văn phòng trong phim truyền hình, nhìn ngược lại thoải mái. Diện tích 161 mét vuông, diện tích rất có thể, hơn nữa tiền thuê hàng 5 năm vê đút là được, ưu điểm là ở văn phòng diện tích lớn mà khuyết điểm nha chính là bóng tối không có ánh mặt trời không có cửa sổ nếu không cũng sẽ không rẻ như vậy rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt nhưng còn phải bật đèn không có đèn chính là hoàn toàn tối đen chỉ có thể là hơn nữa người thứ hai xem chính là thương nhân đấy nói như vậy thương nhân sát đường là đắt nhất tiếp theo là mặt dương mà ngô chu bởi vì dự toán duyên cớ nhìn chính là một cái nội phố âm diện thương nhân không có dòng người, rõ ràng là mùa hè, sau khi đi vào còn tương đối mát mẻ, đoán chừng mùa đông không có mấy cái điều hòa ấm áp không nổi, diện tích là chỉ có 100 bình, thế nhưng công quán không nhiều lắm, chỉ có hơn 10, có thể có hơn 80 thực tế sử dụng diện tích. Bên trong đường phố không có người, chỉ là ngẫu nhiên mấy chiếc xe lui tới, thanh tịnh, có hai tiệm cắt tóc, về sau cắt tóc cũng thuận tiện, tiết kiệm thời gian, Ngô Chu trong lòng coi như hài lòng. Cuối cùng một cái nhà trọ sau khi đi vào cùng tòa nhà văn phòng kỳ thật tương tự nhưng mỗi một tầng gian phòng thật sự quá nhiều ít nhất cũng có hai ba mươi cái đi có công ty văn phòng dùng cũng có chính mình ở lại nhìn tương đối hỗn loạn hơn nửa diện tích xưng là một trăm mười lăm bình nhưng ngô chu sau khi vào cửa đại khái tính toán một chút thực tế sử dụng diện tích có thể có sáu mươi đã là không tệ rồi nói cách khác công quán có thể đến năm mươi phần trăm tả hữu tất nhiên nó không phải là không có lợi thế ưu điểm là chiều cao lớp có thể khoảng 4 mét, ở giữa nếu tách ra, diện tích sử dụng thực tế có thể lớn hơn một chút. Ngô Chu cũng nghĩ một ít biện pháp cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Cuối cùng cùng người môi giới quyết định thương nhân thứ hai, để cho người môi giới và chủ nhà lại chém trả giá, chủ nhà gọi giá là 4 v đúc, lúc ấy mặt đối mặt, đơn giản chém vài cái, nhưng không chém, Ngô Chu hy vọng là khoảng 3,6 v đúc có thể lấy được, thấp hơn tốt hơn. Nếu thấp hơn 3,6 v đúc, Giá chênh lệch trực tiếp đưa cho người môi giới cũng khiến người môi giới có động lực hơn khi trả giá. Người môi giới mắt thấy đơn hàng này sắp thành công, cho nên công tác vô cùng tích cực. Cũng không để cho Ngô Chu chờ, liền trực tiếp ở trước mặt Ngô Chu cùng chủ nhà trả giá. "Ca, ngươi cái kia phòng ở ngươi xem giá cả còn có thể lại giảm điểm nha, ta cái này khách hàng phi thường vừa ý, ta hơi chút nhường một chút là có thể trực tiếp ký." Gần đây giá thị trường không tốt, thương nhân sát đường cũng không dễ thuê, thương nhân nội phố chúng ta. Nói nửa ngày, cuối cùng chủ nhà giảm một nghìn, cho nên giá cuối cùng là 3,9 v đúc. Ngô Chu cũng không có lại nét mực, trực tiếp liền định, áp một trả sáu, mỗi tháng thuê 3.250, tổng cộng cho chủ nhà 2, VĐ, v đúc, còn lại một chín v đúc chờ nửa năm sau lại trả. Phí môi giới nửa tháng tiền thuê, Ngô Chu cho 1.600, môi giới lau số lẻ. Người mới kê đơn, mặc dù không có lấy được chênh lệch giá, nhưng là ngô chu sản khoái A, trước sau hơn 3 giờ là được. Anh, em mời anh ăn cơm. Anh môi giới vui vẻ cuối cùng muốn mời ngô chu ăn cơm. Nhưng ngô chu từ chối, phải nhanh chóng trở về. Hôm nay tuy rằng chạy cả buổi chiều, nhưng tổng thể vẫn phi thường thuận lợi, nguyên bản ngô chu có thể khoảng 3. 5 ngày. Địa điểm làm việc, đại đa số thời gian phải chạy một đoạn thời gian, người môi giới tìm một chút, Tự mình chạy đi dạo, một tuần có thể giải quyết cũng coi như được. Mà Ngô Chu trước sau mới 3-4 giờ. Đương nhiên mấy giờ chiều nay, cũng là mấy giờ Ngô Chu ở Lam Tinh tốn nhiều tiền nhất. Kế toán thay thế 800, đợi trả 3.000, giá thuê. 2-3 VĐ, phí trung gian. 1.600 tổng kết. 2-54 VĐ, một tuần sau còn phải ra ngoài 3.000 tổng cộng 2, 84 V đúc trong tay mình tổng cộng là 3560, cùng với 3 V đúc vừa mới mượn. Bắt xe mất khoảng 50. Tiền còn chưa nóng, gần như đã tiêu hết rồi. Còn dư lại 8100, qua vài ngày lại trả cái 3000, cuối cùng Ngô Chu trên tay còn dư lại kim ngạch 5100. Ngô Chu nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn không được thở dài, tiêu tiền như nước chảy a. À. Bên cạnh đã không còn một người, nhưng thân thể không ngừng mệt mỏi. Hôm nay ít nhất cũng phải đi hơn 2 vê đúc. Cũng may lúc trước thêm điểm, thêm chính là thể chất. Tiết kiệm tiền ngồi xe buýt nhất định là không thể nào, vẫn phải lãng phí tiền đón xe về trường học. Cái này xuyên qua tới ngày đầu tiên thật đúng là phong phú. Hết chương này. Chương 5 Súc sinh A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Súc sinh Hân ngôn, Lý Hành nói với ta, tối hôm qua Ngô Chu bởi vì ngươi uống nhiều, ngươi nếu đối với hắn không có cảm giác, liền ít đi lui tới. Triệu Đang là Lý Hành bạn gái, buổi tối nhìn thấy Hàng Hân Ngôn trở về sau, liền trực tiếp thuật lại Lý Hành lời nói. Uống nhiều. Hàng Hân Ngôn theo bản năng lặp lại một câu, sau đó nghĩ đến hôm nay gặp mặt lúc cảnh tượng, ngẫu nhiên hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Than nhẹ một hơi mới nói. Ý của bạn trai cô tôi biết rồi nhưng anh ta quản hơi nhiều, hơn nữa tôi vốn không cho Ngô Chu cơ hội, là chính anh ta một mực kiên trì được rồi. Hàng Hân Ngôn có chút bất đắc dĩ. Bởi vì xinh đẹp mà độc thân, cho nên bên cạnh có quá nhiều người khác phái chủ động đến gần, cự tuyệt từng đợt lại từng đợt, nhưng vẫn có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Ngô Châu cũng là một trong số đó. Chỉ là bởi vì cũng nghe nói qua Ngô Châu thần thân thể không tốt lắm, cho nên cự tuyệt càng uyển chuyển một chút nào nghĩ tới cuối cùng còn có như vậy vừa ra tính tai bay và gió sao bạn cùng phòng lý hành quan tâm ngô chu không biết lúc này hắn cũng liền vừa tới trường học tuy rằng mệt chết đi được nhưng cũng đói ở trong trường học tiệm bán đồ vặt nấu một bao mì ăn liền thêm cái trứng gà một số chỗ ngồi ở góc phụ cận có mấy đôi nam nữ đang đùa giỡn thỉnh thoảng còn có bạn học mỹ nữ đi vào mua chút đồ ngô chu theo bản năng liếc mắt nhìn nhiều một cái lúc các cô quét mắt thỉnh thoảng sẽ ánh mắt đối diện nhưng phần lớn không có dừng lại lúc xoay người rời đi cũng rất kiên quyết hiển nhiên trong tiểu thuyết đều là gạt người mặc dù là ta mang theo bên ngoài vẫn không có như vậy chú ý ngô chu trong lòng đối với chính mình trêu chọc làm gia vị cho cuộc sống bình thản sau khi ăn xong mới trở về ký túc xá các bạn cùng phòng cũng đều ở đây lý hành đang cùng bạn gái hắn triệu đang nấu cháo điện thoại Ngô Chu ở ngoài cửa chợt nghe được thanh âm hai người ngáy méo, tràn ngập mùi thức ăn cho chó. Chu, đã trở lại à? Uông Đào Đông đưa điện thoại di động, cười hì hì, đang nói chuyện phím với cư dân mạng, cũng không biết đang nói chuyện mạng gì, thường xuyên phát ra tiếng cười hắc hắc xấu xa. Tiểu Thuyền, mới về à? Muộn thế này mới về, hẹn em gái nào? Uông Đào nháy mắt ra hiệu với Ngô Chu, phối hợp với dáng người mập mạp, có vẻ hẹn mọn. Ba vị kia địa cầu Ngô Chu vẫn là lần đầu tiên gặp. Thạch Thủy Kiến tuổi trẻ lão thành, tuổi còn trẻ nhìn giống như ba bốn mươi, lúc đến trường học báo danh, một lần làm cho phụ đạo viên tiếp đại tưởng rằng là phụ huynh học sinh, lúc thi, ra khỏi trường thi sớm, còn có giáo viên giám thị khác còn gật đầu ý bảo với cậu, tưởng là giáo viên giám thị lớp khác. Hơn nữa, hàng ngày đều mang dạy da, quần Âu, áo sơ mi, già hơn già, ngoại trừ đi học, phần lớn thời gian khác đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi ở trong trường học thu phế phẩm, làm con đường kim chức, làm thẻ điện thoại di động vân vân, chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn có thể làm, đều sẽ muốn đi thử một chút, cho nên người ta gọi là ông chủ thạch, mạng lưới giao thiệp của trường học phi thường rộng. Thạch Thủy Kiến cùng Ngô Chu cười gật đầu, sau đó tiếp tục loay hoay máy tính của hắn, hắn cho tới nay cứ như vậy. Hai người cuối cùng, bộ dáng bình thường của Chu Vân Phổ, có chút thích chiếm tiện nghi nhỏ. Triệu Dũng tướng mạo cùng Thạch Thủy Kiến tương tự, tuổi còn trẻ đã bước vào đại quân rụng tóc. Đơn giản lên tiếng chào hỏi, Ngô Chu mở ra chính mình máy tính, tranh thủ thời gian nhìn xuống đại khách số liệu. Số lượt truy cập 5.000, bút thanh toán 3.216 đơn, số tiền thanh toán 1.254.240, thu nhập dự kiến thanh toán 125.424, một sản phẩm có giá khoảng 299 đô la Mỹ tương đương với 4.194 hộp bánh trung thu được bán ra. 5.000 lượt xem, bán được 4.194 hộp bánh trung thu, số liệu này có chút rời khỏi đại phổ. Số liệu chuyển hóa, tỷ lệ chuyển hóa thanh toán đạt tới 64%, so với lúc trưa lại tăng một mảng lớn, phải biết rằng đây chính là sản phẩm khách hàng lớn gần 300 đồng A. Nhưng từ điểm này cũng có thể thấy, lưu lượng chính xác của hệ thống là trôi nổi nó sẽ thay đổi tùy theo thời gian thả nhưng ngô chu cũng tò mò một chút vì sao lưu lượng này không phải một lần toàn bộ đưa ra ngoài hệ thống hệ thống chỉ đẩy sản phẩm cho người muốn mua không ép buộc người tiêu dùng mua hệ thống giải đáp nghi hoặc của ngô chu dù vậy mới 5.000 lưu lượng mà thôi cũng không đến mức đưa lên thời gian dài như vậy a à. hệ thống đây là lưu lượng siêu chính xác không phải lưu lượng thông thường Ngô Chu còn muốn hỏi thêm chút chi tiết, nhưng hệ thống sau đó không trả lời. Hiển nhiên hệ thống có phương thức tính toán logic của mình, mà phương thức kia, hệ thống cũng không định trực tiếp nói cho Ngô Chu. Ngô Chu lại đại khái suy nghĩ trong chốc lát, liền nhìn về phía bản số liệu của mình. Thảo luận U Du tuổi 22 tuổi thọ 28 tài năng 6 thể chất 4. Năm là giá trị sức khỏe bình thường, mười là giới hạn của con người tài sản hai năm bốn sáu hai lưu lượng năm nghìn thuộc tính tự do không sự giàu có trở nên tiêu cực thật đúng là cập nhật thời gian thực hiện tại ta coi như là phụ ông đi lúc này nếu như toàn bộ thiêu thân đi ra vậy mình không được tín dụng phá sản những thứ này đều chỉ là trêu chọc mới năm nghìn lưu lượng liền cho ngô chu đã mang đến mười hai đúc thu nhập mặc dù thuế sau sẽ khấu trừ không ít nhưng cũng có thể đến 10 v đúc tả hữu A, à. đến lúc đó khấu trừ hoàn tất, tài phú giá trị không phải có rồi sao? Cho nên lúc này tuy rằng Ngô Chu là phụ ông, nhưng tâm tình vẫn phi thường tốt. Còn lại 5.000 lưu lượng, ném thêm 3.000, còn lại 2.000. Ngô Chu không thích thao tác ôn in, thu nhập 12 v đúc đã rất tốt. Tắt máy tính, sau khi rửa mặt đơn giản, Ngô Chu liền trực tiếp nằm xuống ngủ. Chu, ngủ sớm như vậy a? À? Lý Hành nhìn thấy Ngô Chu hình như có chút mệt mỏi, còn thái độ khác thường đi ngủ sớm, cho rằng Ngô Chu vẫn là tình thương chưa lành. Hơi buồn ngủ, đi ngủ sớm một chút. Đèn ký túc xá vẫn sáng, nhưng Ngô Chu đã ngủ. Lý Hành và Uông Đào nhìn nhau, hơi lo lắng. Thạch Thủy Kiến cũng nhìn, không nói gì. Bất quá vốn động tĩnh trong ký túc xá nhỏ đi một chút. Mà lúc Ngô Chu ngủ, trong một căn nhà nào đó ở Thượng Hải, cửa hàng bánh trung thu tình yêu chính thức đưa vào hoạt động, nhìn số liệu trước mắt này, liền hết chỗ nói. Ngày thường lượng tiêu thụ hơn một ngàn, hôm nay còn chưa hết đâu, người đã khách không biết từ đâu xuất hiện kia, đẩy hơn bốn ngàn hộp bánh trung thu, tổng lượng tiêu thụ cũng sắp phá sáu ngàn. Cũng may khoảng tám giờ, lượng tiêu thụ rốt cục mới giảm mạnh, bằng không hắn liền chuẩn bị trực tiếp ngừng liên kết đại khách kia. Bán nhiều tuy rằng tốt, nhưng chống đỡ không được đến trung thu. Sau khi tâm tính tốt lên, liền xem tiểu thuyết, vợ anh liền dùng máy tính của anh, xem phim truyền hình, hai người vô cùng hài hòa không quấy rầy lẫn nhau. Mắt thấy thời gian đã sắp đến 12 giờ, chuẩn bị đi ngủ. "Ông xã, em tắt máy tính rồi." "Đợi lát nữa, để tôi đóng." Hoạt động nhanh chóng đặt điện thoại di động xuống, chạy chậm tới, trước khi đi ngủ, lướt qua dữ liệu lần cuối là thói quen của anh. "Vỗ vỗ con dâu" bảo cô dời chỗ xuống trang mở ra dữ liệu và rồi bàn tay dừng lại ta xóa bỏ lập tức xóa ngay thần tiên đường nào A còn có tác dụng chậm chỉ thấy trong số liệu hậu trường cửa hàng nào bùng nổ bánh trung thu lưu tâm số tiền thanh toán bốn ba hai ba bốn bốn số lượng đặt hàng nghìn năm mười bốn vạn hộp A súc sinh a chỉ ba tiếng thôi bán được 6 ca hộp ngày mai hỏi nhà kho có thể chuẩn bị thêm một ít hàng không bất đắc dĩ thở dài một hơi mặc dù biết hy vọng xa vời vẫn có chút thở dài cuối cùng có chút không cam lòng lại nhìn lướt qua đơn đặt hàng chưa giao hàng muốn biết ba giờ mình không ở trước máy tính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới phát hiện bên trong cương nhiên có một lượng lớn hóa đơn mua sắm hơn ngàn phần mấy trăm hộp ngày thường cũng không thấy nhiều hóa đơn mua sắm cương nhiên cũng có mấy cái Hết chương này. Chương 6 Ngày mai sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Ngày mai sẽ tốt hơn 6 giờ 12 phút, Ngô Chu mở mắt, tỉnh. Hiển nhiên hắn đem hơn 30 tuổi đồng hồ sinh học cũng cho thuận tiện xuyên qua tới. Rời giường, rửa mặt, sau đó mở máy tính lên liếc số liệu một cái, lão vận doanh quen rồi. Đây là số liệu quỷ quái gì? Số lượt truy cập.

nói cách khác, trung bình một khoản thành giao gần bốn hộp. cái này, tuy rằng không rõ lắm tình huống cụ thể là dạng gì, nhưng Ngô Chu chính mình cũng rõ ràng, số liệu này là dị thường. mà số liệu dị thường, Ngô Chu là phi thường hy vọng có thể tìm được nguyên nhân. nếu như tìm được thành công nguyên nhân, sau đó phục chế. một ngày hơn ba mươi vạn, một năm không phải hơn một ức sao? vậy Ngô Chu đến lúc đó có kém bao nhiêu cũng có thể nằm thẳng rồi hiển nhiên cũng chỉ ngẫm lại ngô chu không có hậu trường bánh trung thu tình yêu tìm bên kia đòi đại khái cũng sẽ không cho đương nhiên trong lòng ngô chu cũng có chút suy đoán thời gian sau đó ngô chu đi học bình thường rảnh rỗi có thể đi dạo chợ đồ cũ cùng với tìm trên sàn giao dịch đồ cũ cuối cùng thật đúng là tìm được một nhà đặc biệt thích hợp là một công ty lúc trước mua bàn làm việc mua nhiều hiện tại không cần liền chuẩn bị rút lui nhưng mà bán cũng không bán được giá, bởi vì là đồ dùng trong văn phòng lắp ráp liền thân, vừa tháo vừa lắp phiền toái. Người thu hai tay cũng không muốn. Ngô Chu đi qua nhìn chất lượng bàn ghế, liền muốn toàn bộ, tổng cộng 5 bộ bàn làm việc, tổng cộng 300, ghế làm việc, một cái tính 50, đồng bộ, Ngô Chu cũng muốn 5 cái, tổng cộng 550 tệ. Ngoài ra, Ngô Chu cũng không nhàn rỗi, tiếp tục chọn sản phẩm, phân tích, quy hoạch, chụp ảnh đơn giản nhưng phần lớn vẫn tìm được cửa hàng tương ứng, trực tiếp trọng ảnh. Dù sao Ngô Châu cũng không phải chuyên nghiệp trang trí, nhiếp ảnh, những này sẽ không a, à, một chút mò mẫm, hoa cúc trâu đều lạnh, tìm người. Không có tiền. Ngoài ra chính là mở cửa hàng thương mại điện tử chỉnh lý tư liệu. Phối hợp với công ty ghi sổ đại lý nhanh chóng thực hiện giấy phép kinh doanh. Lại rảnh một chút, chính là đem không gian bên kia quy hoạch một chút. Về phần tuyển người, chờ nghiệp vụ chính thức khởi động rồi nói sau. Đặt đĩa cơ bản lên trước. Hơn nữa Ngô Chu cũng không phải là người thích vẽ bánh nướng, hầu bao của mình cũng không có tiền đâu, mời người đến, miễn phí làm gì. Tiền là nhát gan. Lúc có tiền, nói chuyện cũng có thể kiên cường hơn rất nhiều. Đảo mắt, Trung Thu đều đã qua, Trung Thu nghỉ ba ngày cũng là Ngô Chu bận rộn nhất ba ngày, cũng may tất cả hạng mục công việc, cuối cùng tại công ty đăng ký xuống trước sau, kém không nhiều lắm hoàn thành. Bởi vì thuê phòng, cho nên địa chỉ đăng ký giấy phép kinh doanh trực tiếp dùng người thuê, như vậy biến tướng tương đương với tiết kiệm 1.000. Bước đầu tiên gây dựng sự nghiệp, Ngô Châu lựa chọn chính là mở cửa hàng tao bao, nguyên nhân lựa chọn cửa hàng tao bao, chính là ngưỡng cửa thấp, khuyết điểm mà nói, có thể chính là hiện tại lưu lượng truy cập của hệ đào tạo nhỏ hơn cửa hàng thiên miêu. Nhưng đối với Ngô Chu mà nói, cái này không gọi là chuyện A, lưu lượng bình đài tuy rằng vạn phần tốt, nhưng ngô chu tự mình có lưu lượng A. U Du đã chọn một số cốc dưỡng nhiệt có giá trị nhan sắc cao, vật liệu chủ yếu là thép không gỉ 316, chi phí nhập hàng từ 50 đến 60, loại khác nhau, dung lượng, chi phí khác nhau, cuối cùng, U Du đã chi 300 để mua một máy khắc laser. Cho nên, sản phẩm cuối cùng ngô châu bán là, tùy chỉnh cá nhân hóa, giá trị nhan sắc cao, bình giữ nhiệt inốt chất liệu tốt. Chuyển phát nhanh Ngô Châu chọn hợp tác thuận phong. Bởi vì lúc đầu không có lượng, chi phí giao hàng của Ngô Chu vẫn tương đối cao, thương lượng một đoạn thời gian, cuối cùng bên kia thấy Ngô Chu là mặt mũi của sinh viên trong trường, cho giá ưu đãi nặng 8 tệ, tiếp tục nặng 2 tệ. Thời điểm hậu kỳ lượng lớn, giá cả có thể bàn lại. Cho nên, nếu bán đơn phẩm, chi phí của Ngô Châu chính là khoảng 58. 68, nhưng trước mắt Ngô Châu chọn sản phẩm chính là kiểu tình nhân. Cũng chính là hai con giả bộ. Chi phí thực tế là 110. 130 đô. Sau đó căn cứ vào kiểu dáng tình nhân chủ yếu trong ngành phối màu, phối hợp với mấy loại cốc tình nhân, như vậy hai cái cốc tổ hợp lại với nhau. Lại mua mấy hộp đóng gói đẳng cấp rất tốt từ chợ bán sĩ để trau chuốt một chút. Như vậy, đơn phẩm tình nhân liền tổ hợp xong có thể làm quà lễ tình nhân, quà ngày lễ, quà sinh nhật. Thuật tiếp thì chủ yếu là bạn là chiếc cốc của tôi. Giá bán 210 tệ. Một lợi nhuận duy nhất là từ 90.100. Lưu lượng truy cập tự nhiên của cửa hàng mới là rất thấp, thấp đến mức nó có thể làm cho người ta tuyệt vọng, cộng với Uju đây vẫn là cửa hàng tao bao, trọng chất hóa đơn khách hàng cao như vậy. Cho nên hy vọng cuối cùng vẫn là lưu lượng chính xác của Ngô Chu bán tự nhiên trong một ngày, sau không đơn hàng, Ngô Châu quyết định vào chiều hôm sau, thả trước. Ngày đầu tiên, thả 10, ngày thứ hai 20, ngày thứ ba, 30, ngày thứ tư 40. Luôn tăng lên. Ngành công nghiệp có giá cao như vậy, bình dưỡng nhiệt, hơn nữa là vào mùa cuối tháng 9 này, chuyển hóa trung bình thật ra là hơn 1%. Nhưng lưu lượng chính xác của sản phẩm hệ thống đã kéo tỷ lệ chuyển đổi xuống 10%, 15%, 20% một chút đến khoảng 20% sẽ không kéo lên. Tỷ lệ chuyển hóa của bánh trung thu thấp hơn một chút. Nhưng đó cũng coi như là kết quả của thiên thời địa lợi và nhân hòa, có rất nhiều yêu cầu hạn chế. Và bây giờ, ngô chu mua bán nhỏ này, thời gian rõ ràng cao hơn bánh trung thu rất nhiều. Hơn nữa, sản phẩm này của mình, một đơn lợi nhuận ở khoảng 100 tệ, mặc dù tỷ lệ chuyển hóa lưu lượng hiện tại chỉ có khoảng 20%. Vậy cũng tương đương với một giá trị lưu lượng chính xác là khoảng 20 tệ. Một tuần nữa, lượng tiêu thụ sản phẩm rốt cục chậm rãi leo lên tới 22 cái mà Ngô Châu cũng rốt cục ở điểm này bắt đầu có thu nhập. Không dễ dàng a. À? Thật không dễ dàng gì. Tiền cuối cùng cũng có thể trở lại. Nhìn tiền trong Alipay, Ngô chu đều có chút xúc động muốn khóc, chưa từng chật vật như thế, gây dựng sự nghiệp thật không phải người bình thường có khả năng tính không xác định quá cao. Hiện tại trong thẻ ngân hàng, cũng chỉ còn lại 32 đồng cuối cùng. Trong khoảng thời gian này Ngô Chu vẫn tính toán sống qua ngày. Tiền quá ít, không có biện pháp, chỉ có thể tối đa hóa tỷ lệ sử dụng tài chính. Hàng hóa chuẩn bị trong các thương gia gốc mặc dù chỉ còn lại 16 bộ, giá thành là 1.700. Cũng may, tiền, rốt cục chính là ngày thứ năm khai trương cửa hàng của Ngô Chu, trong Alipay có khoản tiền xác nhận đầu tiên của người tiêu dùng. Số tiền thanh toán vào tài khoản 210, đơn đặt hàng ngày đầu tiên 242 tệ, đây là toàn bộ tài sản của Ngô Chu hiện nay. Nhưng ngày mai sẽ tốt hơn. Hết chương này. Chương 7 Tiền tới sổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Tiền đến tài khoản quốc khánh nghỉ các bạn cùng phòng đều có kế hoạch riêng mà ngô chu đang bận rộn tuyển dụng theo khoản đầu tiên nhập sổ tiền tiếp theo càng ngày càng nhiều ngô chu rốt cục cũng có sức mạnh bắt đầu tuyển dụng hiện nay thiếu nhất là nhiếp ảnh và trang trí và cần hai dịch vụ khách hàng luân phiên hiện tại lượng đơn đặt hàng ít nhưng chủ yếu là bởi vì hạn chế tài chính ngô chu còn chưa thả lỏng lưu lượng đầu tư mà theo từng ngày tiến vào sổ sách kim ngạch tài khoản lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng lên. Còn khoảng 20, hơn 30 vạn phí đãi khách là có thể vào sổ sách, tiền cũng không cần lo lắng. Liên minh trí tuệ và bốt là công cụ tuyển dụng chủ yếu của Ngô Chu, nhu cầu cương vị, tiền lương đãi ngộ, cương vị thăng cấp, thậm chí là thời gian thực tập, Ngô Chu đều viết rất rõ ràng. Sẽ không có chỗ cho sự mơ hồ. Thời gian thử việc Ngô Chu đưa ra là một. Hai tháng căn cứ vào năng lực và thái độ cá nhân, năng lực mạnh thái độ tốt, một tháng liền chuyển chính thức, năng lực hơi kém một chút, nhưng thái độ tốt, hai tháng sau đánh giá cũng sẽ đại khái nhậm chức. Ngoài ra những tình huống khác, mặc kệ năng lực mạnh yếu, chỉ cần thái độ không được, đều không phải là điều ngô chu muốn. Tiền lương của thợ trang trí Vân Thành bình thường khoảng 4.000, chụp ảnh bình thường khoảng 5.000, phục vụ khách hàng thì 3.000 đã là không tệ rồi. Ngô Chu cũng không muốn phá hư quy tắc nghề nghiệp. Ví dụ như cương vị trang trí này, tiền lương vẫn là 4.000. Nhưng Ngô Chu bỏ thêm 6 hiểm một vàng, phải biết rằng, chỉ là hạng mục 6 hiểm một vàng này là có thể vượt qua ít nhất 90% đối thủ cạnh tranh cùng thành phố, ưu thế dị hóa phi thường rõ ràng. Cho dù là số cơ sở thấp nhất nộp 6 bảo hiểm một kim, công ty một tháng cũng phải chi thêm khoảng 1.500. Nói cách khác, cùng một cương vị, đều là có nọc 6 bảo hiểm một kim hay không, lương thực tế chênh lệch gần 40%. Có chút kinh nghiệm xã hội, hẳn là biết chỗ tốt của bảo hiểm này. Đối với việc chữa bệnh, mua nhà, dưỡng lão trong tương lai của mình đều là sự bảo đảm vô cùng quan trọng. Đương nhiên Ngô Châu cũng không hy vọng công ty trở thành bộ phận dưỡng lão, sách lược khích lệ là nhất định phải có, đang khích lệ. Mục đích của biểu đồ làm việc đẹp là thể hiện tốt hơn điểm bán sản phẩm sau đó nâng cao chuyển hóa người tiêu dùng. Biên độ chuyển hóa nâng cao càng lớn, khích lệ đương nhiên cũng càng nhiều, chỉ riêng khích lệ này, bước đầu đặt ra là một 3.000. Lại đến khai cuộc sản phẩm mới, sản phẩm mới chủ yếu cần đưa vào hoạt động, thông qua hình thức số liệu phập phòng, trạng thái ngành nghệ để khai cuộc sâu, nhưng không phải nói chỉ có đưa vào hoạt động mới có thể đi khai cuộc. Dù sao cuộc sống của mỗi người cũng không giống nhau, số liệu chung quy vẫn có hạn, không phải 360 độ không gốc chết vạn năng hiện ra, cho nên, thêm một người thêm một phần sức lực. Những thứ tốt đẹp trong cuộc sống, đều có thể nói ra, đưa cho công ty, phân tích, nếu như sản phẩm xác định có thể làm, hơn nữa hiệu quả còn có thể. Khuyến khích này sẽ căn cứ vào tình hình sản xuất sản phẩm, có khuyến khích sản phẩm mới từ 3.000. 6.000 lại đến người thứ ba, tăng ca, làm thương mại điện tử, nào có người không tăng ca. Nhưng mà, làm thương mại điện tử, có mấy người là trả tiền tăng ca. Quốc Khánh mấy ngày nay, Ngô Chu hiển nhiên là không có nghỉ ngơi, bận rộn như chó đồng dạng, thứ nhất là tùy thời tới phỏng vấn, thứ hai Hoàng Kim Chu, mọi người mặc dù là đi ra ngoài chơi nhiều, nhưng không có nghĩa là sẽ không mua sắm. Cũng may Ngô Chu bây giờ vẫn đang khống chế dòng chảy, lượng đơn đặt hàng mỗi ngày không nhiều lắm, cũng chỉ di động trong khoảng 10 20, gửi hàng bao hàng đều rất thuận tiện. Người phỏng vấn rất nhiều, có nam có nữ, có già có trẻ. Ngô Chu một lần cho rằng hiện thực có thể giống như tiểu thuyết, lúc tuyển dụng có thể tuyển được người đặc biệt xinh đẹp, sau đó năng lực còn mạnh, thái độ còn tốt. Nhưng hiện thực là, xinh đẹp cũng có, có thể lớn lên giống hàng hân ngôn như vậy, Ngô Chu ngược lại là không có mặt đến, cái này dường như xác thực không thể không trách Ngô Chu mà thái độ nha, Ngô Chu mì một cái coi như xinh đẹp, đi lên chính là trực tiếp hỏi tiền lương có thể hay không cao hơn một chút, giảng đáp hàng huyên vài câu về sau, coi như là tan rã trong không vui, toàn bộ quá trình đều là mặt băng sơn, giống như chỉ là khuôn mặt này. Nàng liền đáng giá công ty cao hơn. Cái này cùng ngô chu lúc trước tưởng tượng trong tràn cảnh, hiển nhiên chênh lệch vẫn là phi thường lớn. Đương nhiên đây cũng chỉ là trong cuộc sống tiểu điều vị thuốc mà thôi, ngô chu ngược lại sẽ không bởi vậy mà tâm tính không tốt. Kết quả phỏng vấn của ngô chu cuối cùng là xem thái độ, xem kinh nghiệm, xem năng lực. Năng lực phi thường mạnh, kinh nghiệm phong phú, nhưng thái độ không được, cũng sẽ không có kết quả tốt gì. Thái độ là ngô chu coi trọng nhất, một người 100 điểm, nhưng sức chấp hành nếu chỉ có 50%, vậy kết quả chẳng khác nào 50%. Còn một người 80 điểm khác, nếu chấp hành 100%, kết quả sẽ là 100%. Thực tế có thể không phù hợp với ví dụ, bởi vì một người có thể đạt tới 100 năng lực, khả năng chấp hành khẳng định không kém bao nhiêu. Năng lực là một quá trình không ngừng nâng cao, cần không ngừng thử sai, không ngừng tự tổng kết, những thứ này đều là phản hồi tích cực của sức chấp hành. Cho nên, lúc phỏng vấn, sơ yếu lý lịch có đẹp hơn nữa, nhưng nếu thái độ không tốt lắm, Ngô Chu sẽ nghi ngờ tính chân thực của sơ yếu lý lịch của bọn họ. Đương nhiên, tục ngữ nói rất đúng, biết người biết mặt không biết tâm ngô chu cũng không phải vạn năng cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm thêm mắt thường quan sát đến nhận thức người khẳng định không thể trăm phần trăm chính xác nỗ lực bảy ngày cũng không uổng phí thợ trang trí tuyển được sau ngày nghỉ quốc khánh đến nơi làm việc lý lịch chụp ảnh quá ít tới phỏng vấn ngô chu nhìn tác phẩm của bọn họ chỉ có thể lắc đầu mà phục vụ khách hàng là tuyển tốt nhất tuyển chính là hai sinh viên đại học một nam một nữ nữ sinh đại học thậm chí lúc tới phỏng vấn vẫn là ông xã mang theo tới, nhưng tính tình có vẻ nhu nhược, rất thích hợp với công việc phục vụ khách hàng. Hơn nữa lúc trước đã làm phục vụ khách hàng hơn một năm, có thể nhanh chóng bắt đầu là tốt rồi. Ngô Chu hy vọng có thể tìm được nhân viên như vậy. Nam rất trùng hợp chính là sinh viên năm tư của Vân Thành Học Viện, chương trình học năm tư đã phi thường ít, đi ra ngoài tìm việc làm đã rất nhiều. Ngô Chu nhàn rỗi cũng là lúc nhàn rỗi cũng liền phân công lời mời phỏng vấn, lúc tới thái độ cũng coi như đoan chính, Ngô Chu cũng trực tiếp đồng ý, dù sao phục vụ khách hàng, kỳ thật không có yêu cầu gì quá cao. Sẽ không để cho bọn họ tùy ý phát huy, đại đa số công việc tạm thời đều có quy phạm. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại điện tử Vân Thành, rốt cục xem như có một cơ cấu bước đầu. 6 giờ sáng ngày 20 tháng 10, sắc trời tờ mờ sáng, Ngô Chu cũng đã mở máy tính, mở tài khoản đại khách của mình thu nhập ước tính. 371 424 một, ít hơn một chút so với trước đây, ước tính là một số tiền hoàn lại, nhưng tỷ lệ rất ít, tỷ lệ thanh toán. 100% phí dịch vụ kỹ thuật. 37-542-4 trực tiếp vào tài khoản. 70% số tiền còn lại phải được thanh toán đầy đủ. Cho nên, cuối cùng Ngô Chu lập tức tới tay tiền là 371424, 19 số tiền thanh toán. 333.881.7 còn lại khoảng 10 v đúc nằm úp sắp trong tài khoản, sau khi kê đơn mới có thể lấy được, quy tắc này Ngô Chu đã biết. Lập tức liền đem tin tức khai hóa đơn gửi cho công ty ghi sổ đại lý, sau khi khai hóa đơn xong, liền lập tức gửi qua thuận phong. Sau khi cửa hàng tao bao xuống, Ngô Chu liền đem tài khoản đại khách cá nhân của mình chuyển thành tài khoản xí nghiệp. Nếu như là tài khoản cá nhân, lúc trút tiền, ngoại trừ 10% phí dịch vụ kỹ thuật kia, còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân trên 20%, nếu như là dựa theo chế độ mệt mỏi, nhiều nhất là đến 45%, số tiền còn lại mới thuộc về Ngô Chu. Hiển nhiên, số tiền này sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Mà sau khi chuyển thành tài khoản doanh nghiệp, tiền tương đương với vốn doanh nghiệp, cũng không tồn tại thuế thu nhập cá nhân. Đương nhiên, hạn chế khẳng định cũng có, số tiền này nếu như Ngô Chu không phải kinh doanh sử dụng, lúc sử dụng không có hóa đơn nhập sổ sẽ tự động phán định là doanh nghiệp chia hoa hồng, vẫn phải nộp 20% thuế chia hoa hồng. Cho nên, hơi suy nghĩ một chút, vẫn là nhập sổ sách công ty càng có lời. Nhìn số tiền vào sổ sách, Ngô Chu không kiềm chế được nụ cười, có tiền a, có tiền a. Hệ thống ký chủ đạt tới yêu cầu đổi điểm tích lũy, xin hỏi có đổi hay không? Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Hết chương này. Chương 8 Hảo hữu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Bạn thân thảo luận u du tuổi. 22 tuổi thọ. 28 tài năng. 6 thể chất. 4 tài sản. 205.621 lưu lượng. 260. Thuộc tính tự do. Không, một v đúc tài phú giá trị có thể đổi một điểm tự do thuộc tính, 10 v đúc tài phú giá trị đổi điểm thứ hai thuộc tính, tổng cộng 11 v đúc, có thể đổi hai điểm tự do thuộc tính, phải chăng đổi. Tuy rằng đến sổ sách 23 v đúc, nhưng giá trị tài phú của Ngô Chu cuối cùng chỉ biểu hiện là 20 v đúc, trước đó còn có 3 v đúc nợ khấu trừ. Về phần tiền kiếm được trong khoảng thời gian này, phần lớn đều trở thành tồn kho hàng hóa. Đầu tiên là một vê đúc, lại đến 10 vê đúc, lần này tăng gấp 10 lần A, tiếp theo được 100 vê đúc đổi một cái thuộc tính điểm. Nhưng hệ thống không trả lời Ngô Chu, hình như là ngầm thừa nhận suy nghĩ của Ngô Chu. Hệ thống Một tài phú một lưu lượng, ký chủ hiện tại có thể tự mình đổi. Suy nghĩ một lát sau, thuộc tính điểm, là lập tức lập tức bao lâu đổi tài sản 95.621 lưu lượng 260 thuộc tính tự do hai sau khi giá trị tài phú giảm xuống số tiền tài khoản của ngô chu cũng thay đổi theo đây coi như là có tiền có thể khiến cho hệ thống ma sát sao mặc dù có chút đau lòng tổn thất tiền nhưng thuộc tính điểm hiệu quả ngô chu là thể nghiệm qua thần khí thể chất nhất định phải thêm một điểm rõ ràng chính là á khỏe mạnh chính mình, đồng một chút liền các loại gan. Ngô Châu có thể rõ ràng cảm giác được trái tim đang chuyển biến xấu. Sau khi trị số thể chất biến thành năm, trong nháy mắt Ngô Chu cảm nhận được biến hóa của thân thể. Phản phất thoáng cái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc trước bước chân đều có chút trầm xuống, lại chồng lên gần nhất bận rộn, đầu kỳ thật cũng có chút hỗn loạn. Giờ khắc này, phản phất như biến mất đương nhiên cuối cùng chính là cảm giác khác thường ở vị trí trái tim giờ phút này hoàn toàn biến mất. Ngô Chu có một loại xúc động muốn chạy. tiêu chuẩn sức khỏe quả thật rất tốt, vậy nếu là xấu thì sẽ như thế nào? Ngô Chu nhịn không được nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua cái này mê người ý nghĩ, thêm cho thiên phú. Ngô Chu nhịn không được nghĩ đến, dù sao đây cũng không phải cái gì tu tiên cao võ thế giới, ta muốn thiên phú này có ích lợi gì? hơn nữa còn vượt qua giá trị trung bình 6. Ngô Chu cảm giác con số này có chút lãng phí. Tài năng này thực sự có ích gì trong cuộc sống hàng ngày. Ngô Chu nhịn không được mở miệng. Chỉ là chờ một lát, không có nghe được trả lời. Lại đánh đố. Cuối cùng ở hạng mục thiên phú, Ngô Châu thêm một. Trong nháy mắt, Ngô Chu đã biết tác dụng. Nhìn xuống trước máy tính các hạng số liệu, Ngô Chu trong đầu không ngừng tính toán, kéo dài, lúc trước muốn kết quả. Sâu trong trí nhớ có rất nhiều tri thức về thương mại điện tử, giờ phút này trong đầu càng ngày càng rõ ràng, cơ cấu rõ ràng hoàn thiện. Thiên phú hẳn là nhận thức về thế giới. Ngô Chu đưa ra suy đoán, chờ đợi hệ thống xác định. Nhưng hệ thống không phản ứng. Thuộc tính của Ngô Chu lúc này. Thảo luận U Du tuổi. 22 tuổi thọ. 35 tài năng. 7 thể chất. 5. Sức khỏe, tài sản 95.621 lưu lượng 260. Thuộc tính tự do Không tuy rằng tài phú chỉ còn lại hơn 9 v đúc, nhưng qua một tuần nữa chừng 10 vạn là có thể đến sổ sách. Tiền là đủ dùng, quan trọng nhất vẫn là tiền sinh tiền. Hiện tại cơ hồ toàn bộ tài phú có được, đều là lưu lượng này kiếm được. Lưu lượng chính là vương đạo, bảo tồn một ít giá trị tài sản chuyển sang lưu lượng 8 v đúc tài sản. 15.621 lưu lượng. 8.000 lưu lượng chính xác thì 260, lưu lượng siêu chính xác, được rồi. Dòng chảy này cũng bị chia cắt. Ngô Chu bắt đầu suy nghĩ về sự khác biệt giữa lưu lượng chính xác và lưu lượng siêu chính xác này. Lưu lượng siêu chuẩn xác trong khoảng thời gian này vẫn luôn dùng, Ngô Chu rõ ràng hiệu quả, là chuyển hóa vượt xa ngành nghề gấp 10 thậm chí mấy chục lần dựa theo thông tin mà hệ thống vô tình để lộ lúc trước. Lý giải của Ngô Chu đối với lưu lượng siêu chính xác, chính là chỉ đám người trực tiếp sắp sửa tiêu dùng. Mà cứ như vậy suy ra, hiện tại xuất hiện lưu lượng chính xác, rõ ràng là gián cấp. Điều đó có nghĩa là người tiêu dùng tiềm năng hai người cộng lại mà nói, siêu chính xác hẳn là có thể lý giải là Người nhất định phải mua, lưu lượng truy cập chính xác. Gần đây đang xem xét người mua bất quá cho dù là lưu lượng giảm xuống, tỷ lệ đại khái vẫn là phi thường phi thường có lời. Thả 200 lưu lượng chính xác. Ngô Chu muốn kiểm tra một chút sự khác biệt giữa lưu lượng chính xác và lưu lượng siêu chính xác này. Thay vào đó, hãy dừng việc thả siêu chính xác để thả lưu lượng chính xác, lưu lượng tương tự, xem sản lượng cuối cùng thế nào. Một giờ sau, trong lòng Ngô Chu đã có tính toán đại khái. Lưu lượng chính xác 200 này hơn một giờ đã chạy xong toàn bộ. Mà lưu lượng siêu chính xác 200 lần trước, nếu chạy thoải mái, cũng cần hơn 3 giờ. Cùng với 200 lưu lượng này tổng cộng ra 20 đơn, mà lưu lượng siêu chính xác trong khoảng thời gian gần đây chuyển hóa, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, vẫn luôn tăng lên. Tỷ lệ chuyển đổi ngày hôm qua thậm chí còn lên tới 39%. So sánh hai cái này, giá trị lưu lượng chính xác đại khái chỉ có khoảng 25% lưu lượng siêu chính xác. Tuy nhiên, dù vậy, ngành công nghiệp hiện nay, cùng giá, tỷ lệ chuyển hóa lưu lượng có thể đạt tới 3% đã là rất tốt rồi. Cũng có nghĩa là giá trị lưu lượng chính xác gấp 3. Bốn lần giá trị lưu lượng xe trực tiếp của các đại thần lái xe trong ngành. Tàu quản lý, người bên này có con đường có thể mua được nhãn hiệu sao, ta dự định mua cái phạm vi kinh doanh hơi chút toàn bộ một ít nhãn hiệu, phạm vi chủ yếu là hương nhàn đồ ăn vặt, hàng ngày bách hóa, tiểu gia điện những thứ này có lưu lượng cũng có chút tiền kế hoạch thương mại của ngô chu rốt cũng có thể tiến vào bước thứ hai mặc dù hiện tại bán cái chén cho dù tốt nhưng chung quy vẫn là người khác ngô chu nếu liều mạng kéo lượng tiêu thụ của nó cuối cùng cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới hơn nữa quan trọng nhất là bán tốt cuối cùng còn phải lo lắng thương hiệu trực tiếp lấy đi cho nên cũng không bằng làm của mình đương nhiên làm thương hiệu tự chủ trên thực tế có thể nói là ước mơ của mỗi thương nhân điện tử nhưng hàng trăm ngàn thương nhân điện tử thành công làm ra thương hiệu rất ít nếu như không phải có hệ thống này ngô chu cho dù là làm thương hiệu tự chủ cũng chỉ có thể tích lũy tư bản đến trình độ nhất định trong tương lai bên tàu quản lý chuyên làm công tác về mặt thương hiệu chủ yếu là đăng ký nhãn hiệu mà đồng thời mua bán nhãn hiệu này cũng có liên quan tiểu thuyền ngươi gần đây biến hóa phi thường lớn a mỗi ngày đi sớm về trễ. Nói, có phải bên ngoài có người hay không, cùng huynh đệ nói một chút. Lý Hành ung dung nói, tháng 9 đến gần nhất, Ngô Chu ở trường học cơ hồ không nhìn thấy người, cũng liền buổi tối trở về thoáng một phát, sáng sớm lại đi ra ngoài. Quốc Khánh thời điểm, Lý Hành ở trường học, vốn là tính toán một chút, tụ tập, nhưng Ngô Chu vẫn là các loại bận rộn. Đương nhiên, đối ứng với nó, ngắn ngủi hai tháng, ngô chu biến hóa phi thường rõ ràng khỏe mạnh hơn tự tin hơn khỏe mạnh là bên ngoài tự tin có thể cảm nhận trực quan từ lời nói đương nhiên đều là chuyện tốt hắn cũng vì ngô châu cao hứng mẹ tôi cũng đang thúc giục tôi tôi cũng hy vọng có gần đây ở bên ngoài trường tìm một công việc cho nên mới bận rộn như vậy ngô chu cũng giải thích đời người sẽ có rất nhiều bằng hữu nhưng bằng hữu chân chính có thể có một cái đã là ông trời chiếu cố, lý hành người bạn này, Ngô Chu vẫn là quý trọng. Lợi hại A, à, Chu, nhanh như vậy đã bắt đầu đi làm A, à, cái gì công tác, tiền lương bao nhiêu. Chu Vân gần đây cũng đang cân nhắc tìm kim chức, chỉ là có thể tìm được không phải phát tờ rơi chính là bưng chén đĩa công tác. Mặc dù cảm thấy công việc Ngô Chu tìm được không phải là công việc tốt, nhưng vẫn có chút tò mò. Lúc này trong ký túc xá mấy người khác, cũng đều buông di động trên tay, tò mò nhìn về phía Ngô Chu. Làm thương mại điện tử không có bao nhiêu thu nhập, chủ yếu xem thành tích, cho nên cũng không ổn định, thường xuyên còn phải chạy tới chạy lui, thậm chí lúc giao hàng còn phải đến kho hàng chuyển hàng. Bất quá tôi coi như là rèn luyện. Không có bao nhiêu, cũng là có a. À, Ngươi làm cũng sắp một tháng, lão bản cũng không có khả năng đều không trả tiền lương a. À. Chu Vân biểu môi, không thuận theo không tha hỏi, tuy rằng nghe ra chạy tới chạy lui, chuyển hàng có vẻ rất mệt mỏi, nhưng như cũ so với phát tờ rơi các loại công tác tốt hơn a. À. Hắn muốn hỏi càng tỉ mỉ chút ít, nếu như thích hợp, hắn cũng muốn đi thử xem, dù sao ngô chu đều có thể làm, hắn khẳng định cũng có thể. Hết chương này. Chương 9 Tiết tự chọn ngẫu nhiên gặp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Môn tự chọn ngẫu nhiên gặp tiền là thứ tốt dù sao có tiền có thể xử quỷ thôi mà, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Nhưng tiền cũng không phải thứ gì tốt, hắn có thể làm cho một ít phụ tử thân bằng trở mặt thành thù. Đương nhiên, quan trọng nhất là, trên thế giới này, không có mấy người hy vọng người sống tốt, đặc biệt là sống tốt hơn hắn. Cho nên không khoe khoang, không khoe của, bảo trì khiêm tốn, phú quý nhưng cẩm y dạ hành, đây là suy nghĩ trước mắt của Ngô Chu. Ngô Chu không để ý đến câu hỏi của Chu Vân. Chu Vân không nói gì gạt Ngô Chu, cảm thấy Ngô Chu đang tàn tư, không muốn chia sẻ. Còn muốn mở miệng hỏi lại, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Bất kể kiếm được bao nhiêu, chỉ cần công việc này có thể làm cho thân thể anh khỏe mạnh, cũng đã đáng giá rồi. Ừ, quả thật. Thạch Thủy Kiến trước đó vẫn là người dậy sớm nhất trong ký túc xá, thường thường sau khi hắn chạy bộ xong, lúc trở về ký túc xá tất cả mọi người còn chưa dậy mà hiện tại lúc hắn rời giường ngô chu có thể đã không còn ở ký túc xá liên tục bận rộn gần hai tháng ngô chu vẫn liên tục làm việc cũng có chút mệt mỏi làm việc để sống tốt hơn chứ không phải sống để làm việc tốt hơn hiện tại cơ cấu cơ bản của công ty đã có phục vụ khách hàng đóng gói hàng hóa đều có người chính mình cũng rảnh rỗi tuyển người là vì mua thời gian của nhân viên giải phóng bản thân để cho mình có nhiều thời gian hơn. Buổi sáng hôm nay, Ngô Chu có một môn tự chọn, hỗn ban có hơn 100 bạn học. Đại đa số môn tự chọn, giáo viên nhìn nhân số tạm được, sẽ không điểm danh. Nhưng vận khí của Ngô Chu không tốt lắm, giáo viên tự chọn, đi học quá mức nhàm chán, dẫn đến rất nhiều học sinh đều trốn học không đi. Cuối cùng không thể làm gì được, lão sư xuất ra đại chiêu điểm danh. Sau đó chính là mỗi lần lên lớp đều điểm danh mỗi lần ghi chép sổ nhỏ hơn nữa nghiêm trọng nói rõ không đến liền rất môn từ đó về sau lớp học của hắn phòng học vẫn luôn tràn đầy ngô chu cầm máy tính ngồi xuống hàng cuối cùng không thể không đến nhưng người đến có thể không nghe hàng cuối cùng chính là rơi xuống thanh tịnh chỉ là lúc này hai thân ảnh hùng hùng hổ hổ đột nhiên ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh hắn dù sao động tĩnh hơi lớn ngô chu theo bản năng nhìn thoáng qua hàng hân ngôn cùng một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn bộ dạng cũng coi như xinh đẹp đáng yêu mỹ nữ dường như kỳ thật tụ tập xuất hiện ngô chu nhịn không được nghĩ đến hàng hân ngôn vẫn luôn ngồi ở hàng cuối cùng hôm nay tới hơi muộn trong phòng học không có chỗ trống bị bạn thân kéo thẳng đến cuối cùng nhưng không nghĩ tới thấy được ngô châu này hàng hân ngôn cười chào hỏi dáng vẻ rất quen thuộc ngô chu cười khẽ trả lời một tiếng lực chú ý lại đặt lên máy tính của mình mỹ nhân ở bên cạnh, cảm giác có chút không được tự nhiên, nếu như là trước kia ngô chu, suy nghĩ khả năng đều theo rối loạn. Nhưng sau khi thiên phú biến thành bảy, ngô chu có thể rõ ràng cảm giác được, sức khống chế tăng lên. Giờ phút này, mặc dù cảm giác được không được tự nhiên, nhưng ngô chu vẫn có thể làm cho suy nghĩ của mình sẽ không bị quấy rầy, vẫn ở nơi đó sửa sang lại công tác. Thương hiệu bên tàu quản lý đã đàm phán thỏa đáng, tên thương hiệu nhà Kiều Phi giờ phút này ông đang quy hoạch sản phẩm giai đoạn đầu của thương hiệu về sau vấn đề lộ trình phát triển hậu kỳ ngô châu đầu tiên là mở tham mưu làm ăn hậu trường tìm kiếm tên sản phẩm tương ứng sau đó lấy thời gian hàng tháng đi xem mùa tiêu thụ sản phẩm chủ yếu sau đó xem lượng tiêu thụ hiện tại của ngành đại khái chuyển đổi giữa hai bên dự đoán lượng tiêu thụ vào giờ cao điểm lại đi loại trừ các nhân tố quấy nhiễu khác ví dụ như giá cả thương hiệu đặc điểm của người tiêu dùng, sản phẩm chủ yếu là giải quyết vấn đề gì, điểm bán sản phẩm mà người tiêu dùng quan tâm nhất, và điểm đau. Sau khi xem phần lớn những thứ này, đại não liền đưa ra đáp án phân tích. Sau đó Ngô Chu sẽ dùng hình thức tư duy đạo đồ hiện ra, không cần nhiều lần hoán đổi hình ảnh để ghi vào tin tức. Hàng Hân Ngôn cũng không nghĩ tới cách nhiều ngày, lại cùng Ngô Chu ở khoảng cách gần như thế. Nhưng nhìn Ngô Chu một mực loay hoay máy tính, thậm chí nhìn thấy còn xuất hiện giao diện tao bao, còn tưởng rằng Ngô Chu là chuẩn bị mua đồ, trong lòng có chút khinh bỉ. Chỉ là sau đó Ngô Chu một loạt thao tác, các loại trị số, cùng với đường công quanh co khúc khuỷu, nàng cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên rõ ràng Ngô Chu không phải đang mua đồ, càng giống như là đang làm việc. Chỉ là công việc thôi sao? Không rõ cho nên, vô minh lệ. Tống Phi và Hàng Hân Ngôn là tám lạng nửa cân anh quen anh chàng đẹp trai này à để tôi nhường một chút tống phi nhướng mày nửa đùa nửa thật nói chẳng qua hàng hân ngôn lặng lẽ véo nàng mà ngô chu cũng không có phản ứng gì thật giống như không nghe thấy anh ta chính là bạn cùng phòng của bạn trai triệu đan nghe được lời bạn thân ánh mắt tống phi nhìn về phía ngô chu hơi khác thường à hắn nha theo bản năng đánh giá ngô chu một chút dài cũng được không phải nghe đồng thân thể không tốt lắm sao? Xem ra không giống a. À? Hai người không nói thêm gì nữa, dù sao Ngô Chu ở ngay bên cạnh, thanh âm nói chuyện dù nhỏ cũng có thể nghe được, xấu hổ như vậy. Rồi sau đó chơi điện thoại di động, nhưng bên tai lập bộp, hơn nửa tiếng gõ vô cùng liền mạch, làm cho cô có chút tò mò. Tò mò cũng nhìn chằm chằm Ngô Chu, muốn nhìn xem rốt cuộc đang làm cái gì, Ngô Chu không vì sự chú ý của nàng mà dừng lại bộ dáng chuyên chú kia khiến nàng không thể đem hình tượng liếm chó của ngô chu và hàng hân ngôn trước mắt chồng lên nhau một người có thể chuyên tâm làm việc như thế làm sao có thể không đúng ngươi xác định ngươi không nhận lầm người tống phi tại chứng kiến ngô chu hoàn thiện tư duy đạo đồ thời điểm bởi vì khoảng cách khá gần duyên cớ rất nhiều nội dung đều có thể nhìn thấy mặc dù không biết lý do để viết những phân tích đó là gì nhưng liếc mắt nhìn lại rõ ràng sáng tỏ cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới chỉ là một sản phẩm trên tao bao mà thôi sau lưng lại có thể phân tích ra nhiều tin tức như vậy lúc này ngô chu cho cô cảm giác vô cùng chuyên nghiệp hàng hơn ngôn kỳ thật cũng có chút kỳ quái trước không nói ngô chu hiện tại khí sắc so với lúc mới quen biết tốt hơn không biết bao nhiêu chỉ riêng bộ dáng chuyên chú hiện tại cô chưa từng thấy qua nàng cảm thấy ngô chu giờ phút này có một loại cảm giác không chân thật cố ý giả bộ hình như lại không giống. Trước kia hai người cũng có một mình ở chung thời điểm, Ngô Chu luôn sẽ vụng trộm nhìn xem nàng, hoặc là cố ý tìm chút đề tài, cho nàng cảm giác chính là phi thường ngây thơ. Giống như cậu bé chưa trưởng thành, cho nên thật ra cô vẫn chưa cho Ngô Chu cơ hội gì. Chỉ là hắn vẫn luôn kiên nhẫn. Nhưng bây giờ, 45 phút trôi qua rất nhanh, tiếng chuông vang lên, nhưng Ngô Chu vẫn không có chút phản ứng nào, cái kia tư duy đạo đồ bên trong nội dung ít nhất đã có tám chín cái sản phẩm mà bây giờ còn đang tiếp tục thiên phú tăng lên làm cho ngô chu làm việc càng chuyên chú tư duy càng nhanh nhẹn ngay cả trí nhớ cũng tốt hơn trước rất nhiều anh đẹp trai tan học rồi còn không đi sao tống phi cười hì hì cô hơi tò mò về ngô châu lát nữa nói sau lúc ngô chu trả lời trên tay không hề dừng lại lát nữa cậu còn phải học ở phòng này không? Tống Phi tiếp tục mở miệng. Ngô Chu lúc này mới ngẩng đầu, có rất nhiều bạn học tan học rời đi, cũng có bạn học tiến vào ngồi xuống. Hiển nhiên, nói như vậy, Ngô Chu tiếp tục ở chỗ này sẽ không thích hợp lắm. Không chú ý, cảm ơn. Ngô Chu cảm ơn cô nhắc nhở, thu dọn máy tính chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc hàng hân ngôn nhìn Ngô Chu đi, ngay cả nhìn mình cũng không có, trong lòng có chút khác thường buổi trưa có rảnh không, cùng nhau ăn cơm. Hết chương này. Chương 10 Ngẫu nhiên gặp nhân viên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Ngẫu nhiên gặp nhân viên trong trí nhớ, hàng hân ngôn chưa từng chủ động mở miệng hẹn ngô chu. Vẫn luôn là ngô chu chủ động, hẹn qua 7-8 lần, cuối cùng liền đi ra một lần. Cũng chỉ ăn một bữa cơm, liền trở về ký túc xá, không đi dạo trên sân thể dục, vội vàng rời đi nhìn hàng hân ngôn ngô chu nhận ra sắc mặt có chút hối hận ngô chu vốn muốn từ chối nhưng giờ phút này lại gật đầu có thể đi đâu hàng hân ngôn hối hận nói trách thì trách tống phi vẫn nói chuyện với ngô chu mà ngô chu lại từ đầu đến cuối không nhìn mình khiến cô sinh ra cảm xúc khác thường dưới xúc động cũng liền làm ra hẹn cơm mời ngô châu sẽ đồng ý giống như mong muốn của cô nhưng không cảm giác được cảm xúc nửa điểm dao động của Ngô Châu, trong lời nói vẫn vân đạm phong khinh như vậy. Tôi tìm chỗ ăn cơm, tôi mời khách. Hàng Hân Ngôn có chút kinh ngạc. Lúc trước vẫn luôn là người khác mời khách, trong lúc nhất thời ngược lại không kịp phản ứng. Nhưng sau đó nghĩ đến là mình đưa ra, nhìn không được khẽ mắng mình. Bất quá Ngô Chu lúc trước hình như không phải như vậy, lúc trước hắn sẽ phi thường thân sĩ chủ động đứng lên, nhưng hiện tại. Hàng Hân Ngôn nhìn Ngô Chu trước mắt, tựa hồ thật sự không giống. Xem ra buổi trưa có thể ăn chực rồi. Tống Phi cười nhìn Hàng Hân Ngôn, hung hăng nhìn chầm chằm Ngô Chu. Bất quá lúc này cũng vừa mới 10 giờ hơn, ít nhất cũng phải một giờ sau xuất phát. Cho nên Ngô Chu vẫn đi, lúc xuất phát ăn cơm, Hàng Hân Ngôn sẽ liên lạc với hắn. Ừm. Hàng Hân Ngôn mở miệng, hẹn cơm, cô nhận. Chỉ là nhìn bóng lưng vô cùng thoải mái của Ngô Chu, nhìn vô cớ có chút tức giận khó trách vẫn không có bạn gái lúc này cô đã hoàn toàn quên mất bộ dáng ngô chu trước kia hân ngôn em có gì đó không đúng nha tống phi xấu xa nhìn cô đừng nghĩ lung tung chính là xem hắn tức giận đáng giận nhất chính là cậu cùng hắn nói cái gì a à? bằng không tôi đã sớm đi rồi hàng hân ngôn trực tiếp mở miệng cùng khuê mật ở chung một chỗ vẫn là tự tại hơn một chút được 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 đều tại anh. Nhưng hân ngôn, em xác định đó là ngô chu mà em đã nói với anh. Nhìn cũng được. Ta cũng không rõ lắm, tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá có thể khẳng định hắn trước kia cùng hiện tại khẳng định không giống nhau. Ý anh là giả vờ. Tống Phi nghĩ đến bộ dạng chuyên chú, làm việc của Ngô Chu vừa rồi, trạng thái lưu loát như vậy, cũng có thể giả vờ được mà. Bất quá cũng không muốn lãng phí thời gian trên người Ngô Chu. Hàng Hân Ngôn cũng không muốn lãng phí thời gian, dù sao cũng là mình đề nghị cùng nhau ăn cơm. Nàng muốn tùy tiện tìm một chỗ lừa gạt qua được. Nhưng đại não không nghe sai khiến, loại trừ từng nhà hàng, nghĩ giữa trưa rốt cuộc đi đâu ăn cơm thích hợp, u tỉnh loại kia khẳng định không được, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, quán ăn vặt loại kia cũng không thể, quá nhiều người. a à, phiền quá. Hàng Hân Ngôn muốn tác mình một cái, ai bảo lắm miệng. Đúng rồi, hân ngôn lúc trước cậu có hẹn nam sinh khác ăn cơm không trong trí nhớ tống phi hình như chưa từng nghe nói qua hàng hân ngôn chủ động mời khách đương nhiên chỉ nam sinh hừ hàng hân ngôn hừ nhẹ mà lúc này tống phi thì thầm bên tai hàng hân ngôn cũng chỉ qua hơn nửa giờ hàng hân ngôn chủ động liên lạc với ngô chu bảo ngô chu đến cổng trường phía tây hội họp ngô chu còn đang bận sửa sang lại tư liệu cũng theo bản năng đáp ứng liền cúp điện thoại tiếp tục bận rộn một giờ sau ngô châu mới kết thúc mới nhớ lại vội vàng thu dọn muộn rồi chỉ là sau đó lại nghĩ đến nếu mình đến trễ lâu như vậy hàng hân ngôn nhất định sẽ thông báo cho mình nhưng hiện tại điện thoại và tin nhắn đều không có hiển nhiên cô ấy cũng chưa tới sau đó ngô chu hiểu được tính toán của hàng hân ngôn bất quá chuyện cũng làm không nhiều lắm không cần phải tiếp tục chờ đại não vận chuyển với tốc độ cao thời gian dài như vậy ngô chu đã đói bụng nếu nàng còn muốn lề mề nữa ta cũng không cần phải chờ ngô chu cảm thấy thời gian của mình vô cùng quý giá đặc biệt là lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy lại càng không đáng cùng lúc đó tống phi và hàng hân ngôn đã sớm đến một nơi cách cửa tây không xa hai người bọn họ nửa giờ trước đã đến vốn là muốn nhìn ngô chu ở dưới ánh mặt trời chói chang nhìn hắn lo lắng chờ đợi Hảo trúc giận. Nhưng kết quả, chờ nửa giờ, vẫn không thấy bóng dáng ngô chu. Hân ngôn, cậu nói xem có phải ngô châu đã đến trước rồi đi không? Tống Phi hoài nghi hỏi. Đi rồi. Vậy cũng tốt, không cần mời khách. Hàng hân ngôn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá suy nghĩ một lát, vẫn gọi điện thoại cho ngô chu. Đến cửa tay chưa? Hàng hân ngôn xác nhận một chút có thật sự đi hay không? Ta tới rồi thanh âm ngô chu đột nhiên dọa hai người bọn họ nhảy dựng sau đó thấy ngô tổng khoát tay với bọn họ lúc sắp đến cửa tây sân trường ngô chu cũng cảm giác được bóng người khác thường cách đó không xa quan sát một chút liền phát hiện hai người Hàng hân ngôn và tống phi đang trốn 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 bị phá Hàng hân ngôn tống phi cảm giác gian kế của mình bị nhìn thấu cảm giác hơi cũng không tiện làm khó dễ ngô chu nữa đi thôi Tôi đề nghị trực tiếp ở phụ cận tùy tiện ăn một chút đi, quá xa, thời gian đi về quá dài. Hàng Hân Ngôn chọn địa điểm ở trung tâm thương mại, đón xe đi về ít nhất nửa giờ, lúc này lại vừa vặn là thời gian ăn cơm, hơi ăn ngon một chút nhà hàng thế nào cũng phải xếp hàng nửa giờ. Vẫn là phụ cận thích hợp nhất. Chẳng qua còn chưa thương lượng xong, một đôi nhân viên quen thuộc kinh ngạc nhìn ba người ngô chu. Chu, các ngươi sao lại ở chỗ này? Lý Hành cùng Triệu đang chuẩn bị đi ăn cơm, lại trong lúc vô tình phát hiện Ngô Chu, trọng điểm là bên cạnh Ngô Chu cư nhiên còn có hàng hân ngôn. Sau khi hàng huyên đơn giản, Lý Hành biết ba người Ngô Chu cũng muốn ăn cơm, liền trực tiếp hẹn cùng nhau ăn cơm. Chỉ là ánh mắt vẫn nhìn Ngô Chu là lạ, có chút bác quái Ngô Chu sao lại cùng hàng hân ngôn làm một chỗ. Trong đầu thậm chí bác quái đi ra một bộ phim truyền hình nhiều tập, tỉ như hai tháng nhỏ này, hai người một mực làm tình yêu ngầm lý hành và triệu đang vốn định tùy tiện ăn một chút nhưng sau khi đội ngũ lớn chỗ ăn cơm không thể quá tùy ý tìm quán cơm lớn nhất gần trường học nói là lớn nhất kỳ thật cũng chính là một nhà dân hai tầng lầu cải tiến mà thành cũng bởi vậy mà phòng bao tương đối nhiều bất quá ngô châu vừa mới tiến vào cũng là thấy được người quen chu kiến có chút xấu hổ bởi vì hắn cùng ngô chu xin nghỉ một ngày nói là muốn dạ dày có chút không thoải mái đi bệnh viện kiểm tra một chút nhưng giờ phút này cùng bằng hữu mặt đối mặt ăn uống linh đình sắc mặt phím hồng hiển nhiên uống không ít điều này sao có thể là dạ dày không thoải mái chứ đầu óc ngô chu chuyển động một phen nhìn người nọ bên cạnh chu kiến từ lúc bắt đầu hơi có vẻ kinh ngạc đến bây giờ tò mò đánh giá hiển nhiên chu kiến đã nói với hắn về ngô chu bất quá ngô chu không cần phải thương lượng nhiều với chu kiến đơn giản gật đầu ý bảo sau đó liền mang theo lý hành không rõ nguyên do, sau đó ở vẻ mặt nghi hoặc ba người trong ánh mắt, đi theo lão bản liền đi lầu hai. Thật mẹ nó xấu hổ. Chu Kiến nhìn Ngô Chu đi rồi, thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ của cậu quả thật còn rất trẻ. Suy. Chuyện sau đó, đi ra ngoài nói. Ông chủ tính tiền. Hết chương này.